Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 260. Vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt, Diệp Huyên không lùi mà bước tới, rút kiếm chém xuống. Kiếm quang tuôn trào như thác. Ầm. Nhát chém nện vào đuôi mãng xà, sức mạnh khổng lồ trong đó đập nát nó làm máu bắn lên mấy chục trượng. Diệp Huyên cũng bị sức mạnh này đẩy lui, trong lúc đó hắn lại bắn kiếm Thanh Huyên ra, hóa thành kiếm quang chém vào đầu rắn. Uỳnh. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mãng xà bị chém bay, mà Diệp Huyên cũng bị vô số yêu thú bao vây. Từ trong bầy thú, vô số kiếm quang bùng nổ. Vào thời khắc này, kiếm ý nhân gian hóa thành vô số phi kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số yêu thú bị chém bay đi. Kiếm Thanh Huyên về lại tay Diệp Huyên, tỏa ra kiếm quang từ giữa bầy yêu thú. Chúng bị chém bay đi, nhưng đó cũng là lúc con mãng xà nhào về phía Diệp Huyên. Thời không bốn phía chấn động kịch liệt như gặp động đất. Nhìn thấy con rắn, vẻ dữ tợn lóe lên trong mắt, Diệp Huyên bước tới trước, rút kiếm Thanh Huyên chém vào đầu nó. Uỳnh. Kiếm quang nổ tung, đầu rắn vỡ nát, máu phun tung tóe. Diệp Huyên mặc kệ nó, xoay người chém về phía người đàn ông, nào ngờ đuôi mãng xà lại vung tới. Diệp Huyên xoay người rút kiếm chém. Ầm. Kiếm quang chút xuống đập vỡ đuôi rắn, nó thét lên một tiếng thê lương, rơi xuống khỏi tinh không. Diệp Huyên lại bước tới chém về phía người đàn ông. Gã ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Khi kiếm đã gần chạm tới thì có một con vượn khổng lồ toàn thân đỏ rực xuất hiện, tung cú đấm vào kiếm Thanh Huyên. Ầm. Kiếm run rẩy dữ dội, nắm tay con vượn vỡ ra, thân thể Diệp Huyên và thời không cũng nứt theo. Sức mạnh quá khủng khiếp. Vượn lại nắm tay, sau đó tung cú đấm về trước. Uỳnh. Kiếm Thanh Huyên lại run lên, sức mạnh khủng khiếp đánh Diệp Huyên bay đi, vượn làm động tác cào. Chụp lấy kiếm Thanh Huyên rồi nắm tay lại như muốn bóp vỡ nó. Nhưng một giây sau, vượn ta sửng sốt. Ầm. Kiếm Thanh Huyên run lên, không hề gãy đôi, ngược lại là tay phải vượn bị vỡ. Yêu thú mở to mắt đầy kinh ngạc, một lần nữa dùng tay phải chộp lấy Diệp Huyên, tiếp tục bóp. Ầm, kiếm Thanh Huyên run lên, không hề gãy đôi, ngược lại là tay trái vượn bị vỡ. Vượn cứng người. Đúng lúc này, Diệp Huyên thu kiếm về, chém vào đầu nó. Rốp. Đầu vượn vỡ toác, máu phun như suối. Nó phản ứng rất nhanh, không màng đến vết thương mà thụi vào bụng Diệp Huyên. Rầm. Hắn bị đánh bay đi vạn trượng, khi dừng lại thì vung tay, để kiếm quang túa ra. Không hề hấn gì. Con vượn thấy vậy thì cau mày, người không bị sao? Diệp Huyên lạnh lùng không đáp. Đúng vậy. Hắn không sao vì thân xác quá mạnh. Hắn nhắm mắt lại, một khắc sau, thời không bốn phía chấn động, kiếm ý nhân gian túa ra từ khắp nơi. Hàng trăm nghìn thanh phi kiếm do nó ngưng tụ thành hiện ra sau lưng hắn. Diệp Huyên mở mắt, chém. Hắn hóa thành kiếm quang lao tới, hàng trăm nghìn thanh kiếm phía sau cũng phóng ra theo. Đồng tử co rụt lại, vượn ta bước tới trước, tung cú đấm. Cú đấm khiến tinh hà run rẩy. Ầm ầm ầm. Những thanh kiếm bay đằng trước nhất bị đập vỡ, nhưng có càng nhiều hơn thọc vào thân vượn. Diệp Huyên cũng xuất hiện sau lưng, chém vào hạ bộ nó. Gà hu. Vượn ta rú lên thê thảm, hai mắt trợn trừng, đưa tay che lại chỗ đó, chân nhảy bắn lên, trông đau đớn vô cùng. Người đàn ông ở xa thấy vậy thì xa sầm mặt. Thứ kiếm tu hèn hạ. Diệp Huyên lại thuận thế xoay người, vọt về phía gã. Gã vẫn tỉnh bơ nhìn hắn lao tới. Diệp Huyên chợt cảm thấy cảnh giác, nào ngờ một khắc sau, gã kia đã hóa thành tia sáng biến mất tăm. Diệp Huyên ngớ ra. Chạy rồi. Cái đậu má mi chạy à? Hắn rơi vào hoang mang. Chạy rồi. Diệp Huyên không nói gì. Hắn không ngờ rằng tên triệu hồi sư này lại chạy như thế. Chắc là không có con yêu thú nào để triệu hồi được. Diệp Huyên im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Mà sau khi Diệp Huyên rời đi, triệu hồi sư kia lại xuất hiện, gã nhìn nơi cuối chân trời, khẽ nói, thanh kiếm kia. Quá đặc thù. Lúc này, vượn cũng xuất hiện bên cạnh người đàn ông, nó cũng nhìn theo hướng chân trời, thanh kiếm kia có thể phá vỡ phòng ngự của chúng ta dễ dàng.
Triệu Hồi Sư cười nói, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bản thân đã vô địch rồi à? Vượn lớn trầm giọng nói, là thanh kiếm kia. Câm miệng. Triệu Hồi Sư liếc mắt nhìn vượn, người ta là kiếm tu, dùng kiếm thì có vấn đề gì? Vượn lớn im lặng. Triệu Hồi Sư bình tĩnh nói, sau này tiếp tục tu luyện theo hình thức địa ngục đi. Nghe vậy, vượn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu luyện địa ngục. Vậy thì rất thê thảm. Triệu Hồi Sư không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi. Diệp Huyên đi đến một nơi yên tĩnh, hắn tiến vào tiểu tháp rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau trận chiến vừa rồi, hắn đã có rất nhiều lĩnh ngộ. Đó chính là kiếm ý nhân gian. Hắn phát hiện kiếm ý nhân gian của hắn rất mạnh, vô cùng mạnh. Dạo gần đây hắn gần như đã quên mất kiếm ý nhân gian của mình rồi. Hết cách rồi, phương pháp gấp thật sự quá khủng bố. Gấp. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên híp mắt lại, N kiếm ý nhân gian của mình có thể chồng lên nhau không? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên xòe tay ra, trong phút chốc, vô số kiếm ý nhân gian xuất hiện. Diệp Huyên chậm rãi nắm chặt tay phải lại, chốc lát, tất cả kiếm ý đã nhanh chóng nén lại chồng lên nhau. Thấy thế, Diệp Huyên lập tức mừng như điên. Có thể. Dưới sự điều khiển của hắn, vô số kiếm ý nhân gian chồng lên nhau, cuối cùng hội tụ thành một vào bên trong kiếm Thanh Huyên. Xoẹt. Một tiếng kiếm ngân vang toàn bộ thế giới trong tiểu tháp. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, vô cùng hưng phấn. Sau khi chồng chất kiếm ý nhân gian thì uy lực càng thêm kinh khủng. Không chỉ thế, hắn phát hiện kiếm ý nhân gian gần đây đang càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh. Rất hiển nhiên rằng nhóm Tín Công Chúa ở hạ giới đã chinh phục thêm nhiều thế giới vũ trụ hơn rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn nhanh chóng rời khỏi tiểu tháp, vừa ra bên ngoài thì hắn đã thấy ở hướng Thái Sơ Thần Thụ bỗng có tiếng nổ vang ầm trời, toàn bộ linh độ giới cũng vì vậy mà rung lên. Thấy cảnh này, Diệp Huyên khiếp đảm, xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, phương hướng của Thái Sơ Thần Thụ lại đột nhiên truyền đến từng tiếng đánh nhau ầm ầm. Rất kịch liệt. Mỗi lần giao đấu là lại khiến thời không linh độ giới rung lên dữ dội, cứ như động đất cỡ mạnh. Diệp Huyên vô cùng khiếp sợ, lại là tên quái vật nào nữa đây? Phải biết Vô Biên Chủ vẫn còn đang ở trong tiểu tháp. Lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, ông ta nhìn về phía Thái Sơ Thần Thụ, khẽ nhíu mày lại, là tên nào nữa đây? Đúng lúc này, một bóng mờ mấy vạn trượng đột nhiên bay vụt lên từ mặt đất hướng Thái Sơ Thần Thụ, tiếp đó, bóng mờ này nện một quyền thẳng về phía Thái Sơ Thần Thụ, uy lực của cú đấm này như muốn phá nát toàn bộ thế giới, cực kỳ đáng sợ. Mà đúng lúc này, một luồng kim quang đột nhiên giáng từ trên trời xuống, sau đó đánh thẳng vào cái bóng mờ. Ầm ầm. Kim quang vỡ vụn. Lúc này, người bảo vệ kia tay cầm trường mâu xuất hiện trước Thái Sơ Thần Thụ. Gã nhìn chòng chọc vào cái bóng mờ, trong mắt ngập tràn vẻ nghiêm nghị. Lúc này, cái bóng mờ kia lại đấm ra một quyền. Ầm ầm. Cú đấm lao ra, toàn bộ mặt đất linh độ giới lập tức rung lên. Trong mắt người bảo vệ ánh lên một tia lệ khí, gã nhanh chóng hóa thành một luồng kim quang lao về phía bóng mờ. Ầm ầm. Kim quang lại bị chấn nát, người bảo vệ kia bị đánh bay ra ngoài đến mấy vạn trượng. Mà lúc này, bóng mờ kia đột nhiên vọt về phía trước, va thẳng vào Thái Sơ Thần Thụ. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ màu vàng lao từ trên trời xuống. Ầm. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cái bóng mờ kia ầm ầm đổ vỡ, tiếp đó, một bóng người bị chấn bay ra ngoài đến hơn 100.000 trượng. Thấy thế, Diệp Huyên và Vô Biên quay sang nhìn nhau, Vô Biên trầm giọng nói, hẳn là vị Thái Sơ tộc trưởng kia ra tay rồi. Diệp Huyên hỏi, ông có đánh thắng được không? Vô Biên cười ngạo nghễ, tất nhiên rồi. Diệp Huyên lắc đầu, mẹ kiếp, tên điên này lại đang khoác lác. Đúng lúc này, một người đàn ông tóc tai bù xù bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Vô Biên chủ, thấy rõ được người đến là ai thì Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, người này chính là tên vừa bị đánh bay khi nãy. Bây giờ trên người ông ta toàn vết rạn nứt, máu tươi không ngừng tuôn ra, bị thương rất nặng. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên và Vô Biên chủ trước mắt, các ngươi không phải người Thái Sơ thần tộc. Diệp Huyên gật đầu, không phải.
Lúc này người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm, ông ta ngồi bệt xuống đất rồi nói, có đan dược chữa thương không? Mẹ kiếp, tên kia mạnh thật sự. Diệp Huyên xòe tay ra, một viên đan dược bay đến trước mặt người đàn ông. Người đàn ông, cảm ơn. Nói xong, ông ta cầm lấy rồi ăn luôn, sau đó ngồi xếp bằng lại bắt đầu chữa thương. Diệp Huyên quan sát người đàn ông này một chút rồi hỏi, ông đến từ phía dưới hả? Người đàn ông gật đầu, không phải. Diệp Huyên và Vô Biên nhìn nhau, hai người đều thấy hơi khiếp sợ. Diệp Huyên trầm giọng nói, ông xuống từ thế giới hư chân. Người đàn ông gật đầu, đúng vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên hơi nghi hoặc, không có chuyện gì thì ông chạy xuống làm gì? Người đàn ông trầm giọng nói, giết đến điên rồi. Người phụ nữ kia giết đến điên rồi. Ta thoát thân chạy xuống đây. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, giết đến điên. Người phụ nữ. Người đàn ông gật đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, là một người phụ nữ cầm kiếm. Nàng ta chém giết lung tung ở thế giới hư chân, mẹ kiếp, cứ như bị điên rồi vậy. Vô Biên đột nhiên hỏi, có phải nàng ta mặc váy trắng không? Người đàn ông vội vàng gật đầu, đúng đúng. Nói đến đây, ông ta nhìn Vô Biên, người biết nàng à? Vô Biên liếc mắt nhìn Diệp Huyên, hắn biết. Người đàn ông nhìn về phía Diệp Huyên do dự một lúc rồi nói, đúng là có biết. Người đàn ông trầm giọng nói, bây giờ thế giới hư chân sắp loạn rồi. Số ta hên, thừa dịp lúc Thái Sơ thần thụ không chú ý vì bị kiếm ý kia lan đến nên nhanh chóng chuồn xuống dưới đây. Mẹ nó chứ, không ngờ vừa mới lẻn đi được nó đã lập tức định đánh chết ta. Tức vãi. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, rốt cuộc thế giới hư chân đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông khẽ thở dài, một lời khó nói hết. Diệp Huyên không nói gì. Người đàn ông lại nói, mẹ kiếp, cái Thái Sơ thần thụ cùng tên tộc trưởng kia mạnh quá. Nói rồi, ông ta lại bắt đầu tập trung trị thương. Lúc này, Vô Biên chủ nhìn về phía Diệp Huyên, muội muội ngươi chắc chắn lại đang làm loạn ở thế giới hư chân. Diệp Huyên trầm giọng nói, tính tình Thanh Nhi rất tốt, nếu không gặp phải chuyện bất công thì chắc chắn nàng sẽ không làm bậy. Vô Biên chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tính tình nàng ta tốt há? Nói rồi, ông ta khẽ lắc đầu, coi như ta đã hiểu cái gì gọi là mở mắt nói sảng rồi. Diệp Huyên. Vô Biên chủ nhìn về phía người đàn ông định làm gì tiếp? Người đàn ông trầm giọng nói, chả biết. Vô Biên chủ hỏi, ông xuống từ phía trên đó, Thái Sơ thần tộc chắc chắn sẽ không buông tha cho, ông thấy thế nào? Người đàn ông nhíu mày lại, một lát sau, ông ta khẽ nói, ta cũng đâu ngờ Thái Sơ thần tộc lại mạnh đến vậy đâu. Vô Biên chủ và Diệp Huyên đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Vô Biên chủ nói, cùng đánh Thái Sơ thần tộc đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Ba người chúng ta liên thủ thì chắc chắn có thể trấn áp được Thái Sư thần tộc. Người đàn ông liếc mắt nhìn Vô Biên chủ và Diệp Huyên, hỏi ngược lại, liên thủ à? Diệp Huyên gật đầu, bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi. Người đàn ông im lặng một lát rồi đồng ý, được. Mà đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên ập đến từ phía xa. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn lùi nhanh ra sau lưng hai người còn lại ngay. Vô Biên chủ nhìn về phía xa xa, lúc này, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra, một người đàn ông trung niên thân mang áo bào trắng chậm rãi bước ra. Vô Biên chủ trầm giọng nói, là tộc trưởng Thái Sơ tộc. Mà bên cạnh ông ấy còn có một người đàn ông cầm trường mâu, chính là người bảo vệ kia. Nhìn thấy người đàn áo trắng, sắc mặt người đàn ông phía trước Diệp Huyên lập tức thay đổi, ông ta vội vã đứng lên nói, ta và Thái Sơ thần tộc không thù không oán. Các ngươi thật sự muốn đuổi cùng giết tuyệt. Thái Sơ thần tộc nhìn chằm chằm người đàn ông, kẻ xâm lấn phi pháp, phải chết. Sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên khó coi vô cùng. Vô Biên chủ nói, không cần nói nhiều với họ đâu, cứ lao vào đánh là được. Nói rồi, ông ta quay sang hỏi Diệp Huyên, người đánh ai? Đánh ai? Diệp Huyên liếc mắt nhìn hai người tộc trưởng thần tộc. Sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta nên đối chiến công bằng thì hơn, hai người các ngươi đấu đơn với bọn họ một trận đi. Nghe vậy, người đàn ông quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Vô biên chủ nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi không chọn thì để ta chọn. Diệp Huyên bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ vào người bảo vệ, ta đánh với gã. Vô biên chủ khẽ gật đầu, ông ta nhìn tộc trưởng Thái Sơ thần tộc, một khắc sau, ông ta và người đàn ông còn lại đồng thời biến mất. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc vô cảm nhìn bọn họ, sau đó phất tay áo lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một mảnh kim quang bùng lên, chỉ chốc lát, thời không xung quanh ba người đã nổ tung, vô giới xuất hiện. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm lại, ở nơi này mà có thể đánh ra cả vô giới, phải công nhận là quá mức kinh khủng. Mà trong chớp mắt khi cả ba tiến vào vô giới, ngay sau đó lại có những tiếng nổ đinh tai nhức óc khác vang vọng lên. Diệp Huyên liếc mắt nhìn ba người trong vô giới kia, chỉ biết im lặng. Bởi vì hắn phát hiện tộc trưởng Thái Sơ thần tộc vậy mà có thể dùng sức một mình áp chế được cả hai người vô biên chủ. Hơi quá đáng rồi đó nhé. Lúc này, một khí tức bỗng khóa chặt lấy hắn. Diệp Huyên xoay người nhìn người bảo vệ của Thái Sơ thần tộc, lúc này đối phương đang nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Huyên do dự một chốc rồi nói, ta và ngươi giao thủ thì không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn được, hay là chúng ta xem bọn họ đánh nhau đi. Người bảo vệ không hề phí lời mà vọt thẳng về phía trước, đâm trường mâu vào Diệp Huyên. Trong mắt Diệp Huyên ánh lên tia dữ tợn, đột nhiên, trong cơ thể hắn bùng lên một luồng hỏa diễm dập trời. Diệp Huyên chém kiếm xuống. Ầm. Theo kiếm quang rực lửa lao ra, người bảo vệ kia lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy nghìn trượng. Người bảo vệ sửng sốt. Diệp Huyên nhìn người bảo vệ, người nghĩ ta yếu như dế chứ gì. Ngây thơ. Người bảo vệ nhìn Diệp Huyên, khẽ nhíu mày lại. Gã thật sự không ngờ Diệp Huyên lại mạnh đến vậy. Không đúng. Là do ngọn lửa kia. Người bảo vệ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên người Diệp Huyên, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Diệp Huyên liếc mắt nhìn người bảo vệ, một khắc sau, hắn đột nhiên biến mất. Xoẹt. Một luồng kiếm quang rực lửa lại xé ngang thời không lao đi. Phía xa. Người bảo vệ kia đột nhiên đâm mâu ra, vô số kim quang bùng lên. Ầm ầm. Kim quang bị phá vụn, người bảo vệ kia lại bị đánh bay ra ngoài mấy nghìn trượng, không chỉ thế, trường mâu của gã còn bị nứt ra. Sau khi dừng lại, người bảo vệ đột nhiên dựng thẳng trường mâu trong tay lên, một khắc sau, một luồng kim quang đột nhiên lao xuống từ trên trời, đâm thẳng vào trường mâu. Ầm. Trường mâu lập tức trở lại bình thường, cùng lúc đó khí tức của người bảo vệ cũng tăng lên điên cuồng. Thấy thế, Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi nói, người chơi như vậy hình như hơi bẩn. Người bảo vệ không nói lời nào đã bay vọt đến trước, đâm mâu về phía Diệp Huyên. Vô số kim quang bùng lên. Trong mắt Diệp Huyên ánh lên sự dữ tợn, hắn vọt về trước, bổ kiếm thẳng xuống người bảo vệ kia. Hắn có hỏa diễm nữ phụ trợ nên không hề sợ người bảo vệ này. Ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa va vào nhau đã nổ tung. Hai người đồng thời thối lui liên tục. Mà sau khi người bảo vệ dừng lại, gã lại cầm trường mâu chĩa lên trời, sau đó lại có một luồng kim quang lao xuống chui vào trong trường mâu của gã. Ầm. Khí tức của người bảo vệ lại lần nữa tăng vọt. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên đen lại, ngươi làm thế là ta sẽ không tuân theo võ đức nữa đấy, ngươi tin không? Người bảo vệ chẳng nói chẳng rằng gì đã lần nữa hóa thành kim quang vọt đến chỗ Diệp Huyên. Lần này có hơn vạn luồng kim quang phóng tới, thời không xung quanh liền sôi sục lên. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên âm trầm, hắn xòe tay ra, nhanh chóng gấp thời không xung quanh cùng chồng chất kiếm ý nhân gian lên, cùng lúc đó, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn cũng được kích hoạt. Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra khỏi cơ thể của Diệp Huyên. Một khắc sau, hắn vọt về trước một cái rồi chém kiếm xuống người bảo vệ kia. Đối đầu trực diện. Ầm ầm. Đột nhiên, đất trời rung lên kịch liệt, thời không xung quanh xuất hiện vô số vết rạn nứt li ti, người bảo vệ kia thì lập tức bị chiêu kiếm của Diệp Huyên chém bay ra ngoài hơn vạn trượng. Mà khi gã vừa dừng lại, tay phải đột nhiên vung lên trời, tiếp đó lại có một luồng kim quang phóng xuống. Lần này luồng kim quang kia còn lớn hơn lúc trước. Kim quang lao xuống, khí tức của người bảo vệ lại lần nữa tăng vọt lên, khí tức mạnh mẽ đến mức khiến thời không linh độ không chịu nổi phải gợn lên từng làn sóng nhỏ.
Diệp Huyên thấy cảnh này diễn ra mãi thì thở dài trong lòng, tiểu bút, tiểu tháp, hai người nói thử xem, giờ ta bật hack thì có quá đáng không? Có quá đáng không? Tiểu bút và tiểu tháp im lặng. Chúng nó cũng không biết nói gì hơn. Người này khó khăn lắm mới bỏ cái tật bật hack, thế mà giờ đến lượt đối thủ của hắn liên tục chơi ăn gian. Thói đời vô nghĩa là vậy đấy. Lúc này, người bảo vệ kia ở phía xa đột nhiên chậm rãi bước đến chỗ Diệp Huyên, mỗi bước đi của gã đều để lại một vệt kim quang. Khí tức mạnh mẽ khiến gã tựa như một vị thần giáng thế, trông rất đáng sợ. Diệp Huyên nhìn người bảo vệ, im lặng không nói gì. Lúc này, người bảo vệ đột nhiên đâm mâu ra, mấy trăm nghìn luồng kim quang liền xuất hiện, sức mạnh của chúng lớn đến mức chấn nát cả thời không linh độ ở xung quanh. Diệp Huyên thấy thế thì đen mặt lại. Sức mạnh của thằng cha này mạnh hơn trước chí ít phải mấy lần. Gã được ban phúc. Diệp Huyên liếc nhìn Thái Sơ thần thụ ở cuối chân trời, sau đó đột nhiên chém một kiếm về phía trước. Chiêu kiếm vừa được tung ra, vô số kiếm quang màu đỏ rực lập tức bùng lên. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ thời không ở linh độ giới nổ tung đúng lúc này, kiếm quang lửa và kim quang kia va chạm vào nhau rồi rung lên không ngừng. Thời không mấy trăm nghìn dặm xung quanh rung lên bần bật như có động đất, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên và người bảo vệ kia điên cuồng giáp chiến với nhau. Hai người không ai phân được cao thấp. Tất nhiên Diệp Huyên là do nhờ có hỏa diễm nữ phụ trợ thêm, nếu không, với thực lực của hắn bây giờ chắc chắn không thể chống lại được người bảo vệ này. Mà giờ khắc này, Diệp Huyên cũng đang dần tiến vào trạng thái phong ma. Thực lực đang càng lúc càng mạnh. Mà bên trong vô giới, tộc trưởng Thái Sơ thần tộc bấy giờ đã áp đảo được hai người kia. Nhưng không thể không nói, vô biên chủ đúng là rất mạnh mẽ, tuy bị áp chế nhưng khí thế không hề thua kém. Mà người đàn ông đến từ thế giới hư chân thì đang càng đánh càng bực mình. Bị bắt nạt ở thế giới hư chân thì thôi đi, tới đây rồi mà vẫn bị đánh là sao? Không thể nhẫn nhịn được. Chẳng mấy chốc, trận chiến của ba người đã tiến vào trạng thái gây cấn. Ở bên khác, trên một nhánh cây của Thái Sơ thần thụ, có một cô gái mặc áo bào trắng đang yên lặng quan sát hết tất cả sự việc trước mắt. Cô gái này để tóc xõa sau lưng, trong tay cầm pháp trượng, giữa trán có một nốt chu sa đỏ thắm. Đại Tế Sư, cũng là một trong bốn đại cường giả của Thái Sơ thần tộc. Lúc này, một ông lão xuất hiện phía sau Đại Tế Sư, lão hơi thi lễ, Tế Sư, đã điều tra được thân phận của thanh niên kia. Nói rồi, lão lấy một quyển sách ra đưa đến trước mặt Đại Tế Sư. Đại Tế Sư mở ra nhìn lướt qua, sau đó lại nhìn Diệp Huyên ở phía xa. Ông lão trầm giọng nói, người này đang thay đổi trật tự của chủ nhân bút đại đạo, nhưng chủ nhân bút đại đạo không chỉ không ngăn cản, mà ngược lại còn đang giúp đỡ hắn, chuyện này rất bất bình thường. Đại Tế Sư chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói gì. Ông lão liếc mắt nhìn Đại Tế Sư. Sau đó lui sang một bên. Lúc này, Đại Tế Sư lại bỗng nhìn Diệp Huyên lại lần nữa, nàng ta mở tay trái, ngón tay bấm lên từng đốt, như đang tính toán điều gì. Một lát sau, trong mắt nàng ta chợt co rụt lại, khóe môi có một sợi máu tươi chảy xuống. Thấy thế, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, Đại Tế Sư. Đại Tế Sư lau máu tươi bên khóe miệng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ nói, không thể thăm dò vận mệnh. Nói rồi, nàng ta ngẩng đầu nhìn về chân trời xa xôi, là ai đang giấu đi thiên cơ, che đậy vận mệnh của hắn. Ông lão do dự một lúc rồi nói, chủ nhân bút đại đạo. Đại Tế Sư chậm rãi nhắm mắt lại, không nói gì. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi chân trời phía xa đột nhiên có một luồng sức mạnh kinh khủng nổ ra, ngay sau đó, Diệp Huyên và người bảo vệ kia liên tục thối lui lại, cả hai phải bị đẩy đi hơn 10 vạn trượng mới có thể dừng lại được. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn hít sâu một hơi, vô số kiếm khí lửa xung quanh liền rung lên. Lúc này đây, khí tức của hắn đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Bởi vì hắn không chỉ có hỏa diễm nữ phụ trợ, mà còn có huyết mạch chi lực trong người, ngoài ra lại có thêm kiếm ý nhân gian cuồn cuộn không ngớt. Sức mạnh vô cùng vô tận. Đây chính là cảm giác của Diệp Huyên giờ khắc này. Mà đúng lúc này, người bảo vệ kia ở phía xa lại bỗng cầm trường mâu nhìn lên trời, một khắc sau, lại có một luồng kim quang giáng xuống, chui thẳng vào trong thân trường mâu.
Ầm ầm. Không gian xung quanh người bảo vệ lập tức nứt ra. Sức mạnh quá lớn. Lại được chúc phúc lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên sầm đi, mẹ kiếp. Bắt nạt người ta vừa thôi. Tiểu Bút cũng nói, đúng vậy. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xòe tay ra, một tòa tế đàn xuất hiện đằng sau hắn. Tế đàn đại đạo, có thể tăng cường sức chiến đấu. Diệp Huyên vội thôi thúc tế đàn đại đạo, bỗng, trên tế đàn có một luồng chiến ý khủng bố phóng thẳng lên trời. Diệp Huyên mở tay ra, ngay sau đó có vô tận chiến ý đổ xuống từ trên trời cao, cuối cùng tụ lại vào trong cơ thể Diệp Huyên. Ầm ầm. Thời không xung quanh Diệp Huyên lại lần nữa sôi sục lên. Lúc này, hỏa diễm nữ trong cơ thể Diệp Huyên chậm rãi bay lên, nàng ta hóa thành một bóng mở ngự trên đỉnh đầu của hắn, sau đó vung hai tay, chỉ chốc lát, xung quanh liền biến thành một biển lửa. Diệp Huyên nhìn người bảo vệ kia, không nói thêm gì nữa mà lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến đi mất. Mà hỏa diễm nữ cũng cùng lúc xông ra ngoài, khi đến gần người bảo vệ kia, nàng ta đột nhiên hóa thành một áng lửa chui vào trong cơ thể Diệp Huyên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trong cơ thể Diệp Huyên bỗng bùng lên một luồng hỏa diễm kinh khủng. Lúc này, Diệp Huyên chém kiếm xuống. Ầm ầm. Trong nháy mắt chiêu kiếm bổ xuống đó, người bảo vệ liền bị đánh bay ra ngoài mấy vạn trượng, mà thời không lúc này cũng nhanh chóng đổ nát. Người bảo vệ vừa dừng lại thì thanh trường mâu trong tay đã gãy vụn. Người bảo vệ đứng sững tại chỗ. Phía xa, Diệp Huyên cầm trường kiếm trong tay, quan thân tỏa ra ngọn lửa đỏ ngòm, khí tức mạnh mẽ đến mức khiến thời không xung quanh hắn bị bóp méo, trông rất đáng sợ. Người bảo vệ nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bước ra trước một bước, một luồng kiếm quang màu đỏ nhanh chóng phóng ra, lao về phía người bảo vệ. Xoẹt! Mạnh đến mức khiến thời không linh độ giới lập tức bị chấn vỡ. Người bảo vệ híp mắt lại, gã hơ tay ngang, trong phút chốc, vô số kim quang đột nhiên bùng phát khỏi cơ thể gã. Ầm. Theo chiêu kiếm chém xuống của Diệp Huyên, vô số kim quang nhanh chóng bị phá nát, mà tiếp đó, người bảo vệ lại bị chấn bay ra ngoài hơn mấy vạn trượng, khi gã dừng lại thì đã là lúc một luồng kiếm quang khác chém đến một cách tàn nhẫn. Trong mắt người bảo vệ đột nhiên co rụt lại, gã gầm lên đầy giận dữ, đột nhiên, một luồng kim quang khổng lồ giáng từ trên trời xuống, đánh thẳng vào cơ thể gã. Lại lần nữa được chúc phúc. Người bảo vệ đấm một quyền ra, cú đấm này bao trùm lên mấy chục vạn luồng kim quang, chớp mắt đã nhấn chìm thời không nơi đây. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang lên không ngừng, Diệp Huyên bị đẩy lùi liên tục ra ngoài hơn vạn trượng, mà khi hắn dừng lại thì mảnh thời không hắn và người bảo vệ vừa giao chiến kia đã sụp đổ, biến thành một màu đen kịt. Vô giới xuất hiện. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên trầm đi, sức mạnh vừa rồi của cả hai đã quá mức khủng bố, vậy nên mới mở ra được vô giới. Người bảo vệ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong mắt gã có kim quang dâng lên, quanh thân đang tỏa ra từng luồng khí tức khủng bố. Diệp Huyên nhìn người bảo vệ, không nói gì. Mà đúng lúc này, người bảo vệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, hô hai tay ngang. Ầm. Phía chân trời đột nhiên rung lên dữ dội, một khắc sau, một luồng kim quang đổ xuống như thác nước, chảy dọc vào cơ thể của người bảo vệ. Ầm ầm. Lại lần nữa được chúc phúc, thân thể của người bảo vệ đột nhiên xảy ra biến hóa, chớp mắt gã đã tăng lên thành một người khổng lồ cao vạn trượng. Cùng lúc đó, một luồng kim quang chợt ngưng thành một thanh trường mâu ở trong tay gã. Thấy cảnh này, Diệp Huyên đen thui mặt mày. Tiểu Bút đột nhiên nói, gọi người đi. Bọn chúng khốn nạn quá. Tiểu Tháp cũng nói, đúng là quá đáng thật. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó xòe tay, kiếm thanh huyên rung lên. Gọi người. Oanh. Kiếm thanh huyên rung động dữ dội, thời không trên đầu Diệp Huyên đột nhiên nứt ra, sau đó, một khí thế đáng sợ kéo xuống từ trên trời, một cô gái mặc áo dài trắng chậm rãi xuất hiện. Đồ. Nhưng đây không phải là bản thể, mà chỉ là phân thân. Vào khoảnh khắc đồ xuất hiện, đại tế sư trên thái sơ thần thụ phía xa lập tức híp mắt. Còn vô biên chủ trong vô giới thì đột nhiên cười to. Mẹ kiếp! Cuối cùng Kháo Sơn Vương này cũng không chịu được nữa rồi. Nói thật thì ông ta cũng thấy không ưa tên người bảo vệ thái sơ này.
Con mẹ nó. Không có việc gì làm đi ban phúc linh tinh, chẳng khác nào tên điên. Đúng là không thể hiểu nổi. Lúc này, người bảo vệ thái sơ kia đột nhiên biến thành một tia kim quang vạn trượng kéo về phía Diệp Huyên. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ khiến thời không xung quanh vỡ nát. Phía xa, sắc mặt Đồ rất bình tĩnh, khi kim quang bay đến trước mặt nàng ấy đột nhiên mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện, sau đó, người nàng ấy khẽ run, biến thành một tia kiếm quang lao ra ngoài. Vụt. Kim quang vạn trượng kia đột nhiên vỡ tan, sau đó, một bóng người bị đánh bay. Chính là người bảo vệ thái sơ kia. Vào khoảnh khắc gã bay ra ngoài, một thanh kiếm phá không bay đi, chém thẳng về phía người bảo vệ thái sơ. Con người người bảo vệ thái sơ co lại, sắc mặt xám xịt. Chiêu kiếm này quá mạnh, cũng quá nhanh. Ông ta hoàn toàn không thể chống lại. Vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, chính là Đại Tế Sư. Đại Tế Sư chắp tay chỉ về phía trước, một tấm chắn máu đen xuất hiện. Kiếm chém tới. Oanh! Lá chắn kia rung động dữ dội, vô số vết nứt xuất hiện, nhưng cũng không vỡ ra. Lúc này, Đại Tế Sư đột nhiên vung tay áo, trong nháy mắt, hắc quang thoáng chốc càn quét. Ầm! Thời không chấn động, thanh kiếm kia cũng bị đánh bay. Trước mặt Diệp Huyên không xa, Đồ mở lòng bàn tay, kiếm bay vào tai nàng ấy. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc trở nên nặng nề. Thật kinh khủng! Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người có thể đỡ được chiêu kiếm của Đồ, hơn nữa còn không hề rơi vào thế yếu. Dù đây chỉ là một phân thân của Đồ, nhưng vẫn rất là khủng khiếp. Đồ nhìn về phía Đại Tế Sư, sau đó, kiếm trong tay nàng ấy đột nhiên bay ra. Xoẹt, dưới thanh kiếm này, thời không của linh độ giới mỏng manh tựa như giấy. Đại Tế Sư ở phía xa vô cùng bình tĩnh, á ta mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, một tia kim quang bay ra từ bên trong. Ầm. Một âm thanh chấn động đất trời xuất hiện, kim quang kia chặn lại chiêu kiếm của Đồ. Ngay lúc này, Đồ đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Xoẹt. Kim quang kia đột nhiên vỡ tan, lúc này, Đại Tế Sư kia lật tay phải, sau đó đè xuống. Ầm. Trong nháy mắt, một ngọn lửa màu vàng bộc phát ra từ trước mặt ả ta, ngọn lửa màu vàng mạnh mẽ thoáng chốc bao phủ lấy Đồ. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc thay đổi, lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên chém tan ngọn lửa màu vàng, sau đó, một thanh kiếm chém tới trước mặt Đại Tế Sư kia. Đại Tế Sư híp mắt, không hề di chuyển, lúc này, một người khổng lồ màu vàng đột nhiên xuất hiện sau lưng ả ta. Sau đó, một bàn tay khổng lồ màu vàng đánh một quyền lên thân kiếm của Đồ. Bịch! Vô số kim quang lóe lên. Cú đấm này đã chắn lại chiêu kiếm của Đồ. Đồ híp mắt, xoay tay phải. Rắc! Nắm đấm của người khổng lồ thoáng chốc nứt ra, nhưng ngay lúc này, trong mắt Đại Tế Sư kia đột nhiên lóe lên hai chùm sáng màu vàng đáng sợ. Đồ cau mày, nâng kiếm chém một phát. Xoẹt! Hai tia kim quang thoáng chốc vỡ tan. Nhưng Đồ cũng bị nó làm cho liên tục lùi lại. Lúc này, người khổng lồ sau lưng Đại Tế Sư đột nhiên nhảy lên, đánh một quyền về phía Đồ. Đồ đột nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó, thanh kiếm trong tay nàng ấy chợt rung động kịch liệt, kiếm đột nhiên hóa thành kiếm quang bay đi. Ong! Tiếng kiếm reo vang vọng khắp linh độ giới. Oanh! Chiêu kiếm chém tới, người khổng lồ màu vàng kia thoáng chốc vỡ tan, kiếm quang mạnh mẽ cũng không biến mất, mà chém thẳng về phía Đại Tế Sư kia. Nét mặt Đại Tế Sư rất bình tĩnh, khi thanh kiếm bay tới trước mặt ả ta không lùi còn tiến. Bước một bước về phía trước. Sau đó, ả ta lật tay phải, trong nháy mắt, vô số kim quang dâng trào từ trong cơ thể ả ta. Ầm. Kiếm quang kia thoáng chốc bị đánh tan, cùng lúc đó, Đại Tế Sư đột nhiên biến mất. Vụt. Thời không xung quanh đột nhiên nổ tung, vô số kim quang nối đuôi nhau bao phủ lấy Đồ. Lực lượng mạnh mẽ khiến toàn bộ linh độ giới không ngừng run rẩy, cực kỳ đáng sợ. Mà trong kim quang vô tận đó có những tia kiếm quang không ngừng xuất hiện. Tình trạng này kéo dài khoảng nửa khắc, sau đó, vô số kim quang và kiếm quang lụi tàn. Lúc này, Đại Tế Sư và Đồ cách nhau khá xa.
hai người đều không sao cả. Diệp Huyên xuất hiện bên cạnh Đồ, cất giọng điệu nặng nề, Thanh Nhi, không sao chứ? Đồ nhìn Đại Tế Sư, bản thể của ả ở trong thần thụ. Bản thể? Nghe vậy, con người Diệp Huyên co lại, hắn quay đầu nhìn về phía Đại Tế Sư, con mẹ nó, không ngờ ả ta cũng không phải bản thể. Đại Tế Sư nhìn Đô, bản thể của cô ở hư chân. Đồ không quan tâm đến Đại Tế Sư mà cười nói với Diệp Huyên, không ngờ huynh đến được nơi này nhanh đến thế. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, những người này xấu xa quá. Nói xong, hắn nhìn về phía Thái Sơ thần thụ kia. Không thể không nói, Thái Sơ thần thụ này thật sự hơi kinh khủng. Việc ban phúc này cũng khá là khó hiểu. Đồ quay đầu nhìn thoáng qua Thái Sơ thần thụ kia, cái cây này không đơn giản. Để ta thử xem năng lực của nó. Dứt lời, nàng ấy đột nhiên biến thành một tia kiếm quang chém về phía Thái Sơ thần thụ. Người kiếm hợp nhất. Mà Đại Tế Sư cũng không ngăn cản, mặc cho Đồ lao về phía Thái Sơ thần thụ. Mà trước khi Đồ cầm kiếm xông đến chỗ Thái Sơ thần thụ kia, những lá cây Thái Sơ đột nhiên biến thành những tia kim quang chém về phía Đồ. Oanh! Sau khi kiếm quang vỡ tan, phân thân của Đồ cũng biến mất. Trên không trung, lá cây màu vàng chậm rãi rụng xuống. Bên dưới, Đại Tế Sư mở lòng bàn tay, lá cây màu vàng rơi vào tay ả ta, ả ta nhìn về phía Diệp Huyên, không nói gì. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên im lặng. Mà lúc này, Phổ Biên Chủ ở vô giới đột nhiên run rẩy nói, tên kia, gọi cô gái mặc váy trắng, gọi nàng đi. Diệp Huyên nhìn về phía ông ta, lúc này... Phổ Biên Chủ và người đàn ông ở hư chân giới kia đã bị tộc trưởng Thái Sơ tộc áp đảo, bị áp chế hoàn toàn. Hai đánh một vẫn bị áp chế. Có thể tưởng tượng được thực lực của tộc trưởng Thái Sơ tộc kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa, dường như đối phương còn chưa từng được ban phúc. Đánh không lại. Diệp Huyên đã thấy rõ tình hình, lập tức nói, Phổ Biên, rút lui đi. Dứt lời, hắn xoay người bỏ chạy. Trong vô giới, Phổ Biên ngây người, sau đó run rẩy nói, người có thể gọi cô gái váy trắng đó mà. Đại ca, gọi người không có gì là không tốt cả, ta không coi thường ngươi nữa. Ngươi gọi đi, nhưng Diệp Huyên đã biến mất ở cuối chân trời. Thấy cảnh này, sắc mặt Phổ Biên lập tức trở nên vô cùng khó coi, ông ta vội nói, rút lui. Dứt lời, ông ta xoay người trốn ra khỏi vô giới, sau đó chạy về phía chân trời. Người đàn ông của hư chân giới nhìn thấy vậy cũng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Còn tộc trưởng Thái Sơ tộc và Đại Tế Sư cũng không đuổi theo. Tộc trưởng Thái Sơ tộc xuất hiện bên cạnh Đại Tế Sư, ông ta nhìn về phía cuối trời, bản thể của cô gái kiếm tu khi nãy ở thế giới hư chân à. Đại Tế Sư gật đầu. Tộc trưởng Thái Sơ tộc im lặng. Ở thế giới hư chân. Việc này mang ý nghĩa gì? Có nghĩa là có người không thông qua Thái Sơ thần thụ đã đến thế giới hư chân. Có người mở ra kết giới của hai thế giới. Không có khả năng này lắm. Vì dù là Thái Sơ thần thụ cũng không thể làm được điều này. Đại Tế Sư lắc đầu, người đàn ông khi nãy là đến từ thế giới hư chân, chắc chắn thế giới hư chân xảy ra chuyện gì rồi. Tộc trưởng gật đầu, e rằng thời thế sắp thay đổi. Dứt lời. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt rất nặng nề. Ở một nơi khác, ba người chạy tới một cánh đồng hoang vu. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên lắc đầu, cái cây kia kinh khủng quá. Lúc này, Phổ Biên Chủ và người đàn ông hư chân kia xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Sắc mặt cả hai người đều khá khó coi. Hai đánh một còn bị đối phương áp đảo, thật sự thì khá là mận mắt. Diệp Huyên chợt nói, ta muốn trở về hạ giới. Phổ Biên Chủ nhìn Diệp Huyên, người muốn đầu hàng hay sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta muốn trở về để trưởng thành hơn. Phổ Biên Chủ im lặng một lát rồi nói, thật ra muội muội mặc váy trắng kia của ngươi. Diệp Huyên ngắt lời ông ta, dù dựa vào nàng đi đến thế giới hư chân, thì ba người chúng ta cũng chưa chắc có thể sống sót ở đó mà. Phổ Biên Chủ im lặng. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Thái Sơ thần thụ, nhẹ giọng nói, ta muốn tự vượt qua cửa ải này, ta muốn dựa vào thực lực của mình khuất phục Thái Sơ thần tộc. Phổ Biên Chủ cạn lời. Con mẹ nó. Dựa lâu như thế rồi,
Sao ngươi cứ đến thời khắc mấu chốt là không muốn có chỗ dựa thế? Đúng là cạn lời. Diệp Huyên nhìn hai người, sau đó nói, các người thì sao? Tiếp tục ở lại đây đánh nhau với Thái Sơ thần tộc, hay là vào trong tháp của ta tu luyện? Vô Biên chủ và người đàn ông hư chân nhìn nhau, người đàn ông nói, ta vẫn nên tu luyện thêm. Trận đấu khi nãy khiến y nhận ra, y không thể chống lại tộc trưởng Thái Sơ tộc, vì thế phải phát triển bản thân trước đã. Vô Biên chủ im lặng một lát rồi nói, vậy thì tu luyện trước đã. Diệp Huyên cười nói, mời hai vị vào tháp. Vô Biên chủ và người đàn ông hư chân tiến vào trong tiểu tháp, còn Diệp Huyên thì xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi linh độ giới, Diệp Huyên trở lại thư viện ở vũ trụ Quan Huyên. Diệp Huyên tiến vào tiểu tháp, hắn tìm đến An Lan Tú, hai người tản bộ bên bờ biển. An Lan Tú nói, ta đã mở rộng ra 20.000 người, bây giờ, có lẽ thực lực của bọn họ chỉ đứng sau Quan Huyên vệ. Chỉ đứng sau Quan Huyên vệ. Diệp Huyên lắc đầu, vẫn chưa đủ. An Lan Tú gật đầu, ta biết. Diệp Huyên lại nói, gần đây Nguyệt Hoàng kia thế nào? An Lan Tú khẽ cười nói, nàng ấy đã chinh phục được mười mấy vũ trụ bình hành, ta có đi xem thử, nàng ấy xử lý rất tốt, cũng không có hành động quá đáng gì. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Dứt lời, hắn nắm lấy tay An Lan Tú, An Lan Tú cũng không từ chối. Hai người cứ thế chậm rãi đi về phía xa. Hai người dắt tay nhau chậm rãi bước đi trên bờ biển. Rất yên tĩnh, rất ấm áp. Diệp Huyên chợt cất lời, ta từng đến linh độ giới. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, Thái Sơ tộc rất mạnh, rất mạnh. An Lan Tú cười nói, vậy thì sai này hẳn đến. Diệp Huyên gật đầu. Thật ra muốn khiến Thái Sơ tộc này phục tùng thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng lần này hắn thật sự phải dựa vào bản thân chinh phục nó. Nếu không dựa vào thực lực của bản thân tiến lên thế giới hư chân thì còn có ý nghĩa gì nữa? Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Huyên ngoài việc ở trong tháp tu luyện thì chỉ có xử lý chính vụ của thư viện Quan Huyên. Bây giờ, hắn chỉ làm hai chuyện, tu luyện và xây dựng tốt thư viện. Hôm nay, Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp. Trong Quan Huyên điện, chỉ có Diệp Huyên và Tín công chúa. Hiện tại Tín công chúa đã chinh phục được trên trăm vũ trụ thế giới, đội quân của nàng ấy cũng đang không ngừng mở rộng, hiện tại ngoài Quan Huyên vệ, dưới trướng nàng ấy còn có một đội quân hơn triệu người. Có thể nói là quyền thế ngút trời trong thư viện. Tín công chúa cất lời, lần này đến tìm ngươi là muốn dẫn ngươi đi xem một thế giới đặc biệt. Diệp Huyên nhíu mày, thế giới đặc biệt. Tín công chúa gật đầu, đúng thế, một thế giới rất đặc biệt. Thế giới này khiến ta cảm thấy hơi bất an, vì vậy, ta cũng không cho người của chúng ta tiến vào. Diệp Huyên nói, đi xem thử đi. Tín công chúa gật đầu, hai người đứng dậy rời đi. Hai người nhanh chóng đi tới một vùng tinh không, Tín công chúa chỉ về phía một hành tinh xa xa, ngươi xem đi. Diệp Huyên nhìn hành tinh đó, sau đó, hắn cau mày. Hành tinh này có màu đỏ, trên hành tinh tản ra một khí thế mạnh mẽ vô cùng kỳ lạ. Diệp Huyên định dùng thần thức kiểm tra, nhưng thần thức còn chưa đến gần hành tinh kia đã bị một lực lượng thần bí đánh tan. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt. Tín công chúa trầm giọng nói, rất mạnh. Diệp Huyên nhất thời cảm thấy hứng thú, đi, đi xem thử. Dứt lời, hắn dẫn theo Tín công chúa cùng biến mất. Hai người nhanh chóng tiến vào hành tinh kia, vừa mới tiến vào hành tinh, hai người đã gặp những đám mây màu máu vô cùng vô tận. Diệp Huyên cau mày, chẳng lẽ là có người tu luyện ở đây? Tín công chúa lắc đầu, cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, hắn chắp ngón tay, một tia kém quang chém đến tận cùng, tầng mây màu máu lập tức vỡ ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, cả hắn và Tín công chúa đều sa sầm mặt. Bên dưới chính là một biển máu. Diệp Huyên cau mày, một hành tinh biển máu. Lúc này, Tín công chúa chợt nói, sâu trong biển máu kia có động tĩnh. Diệp Huyên nhìn về phía biển máu, lúc này, nó đột nhiên trở nên sôi trào. Diệp Huyên híp mắt lại, sau đó, một con rồng màu máu đột nhiên rẽ nước biển, lao thẳng về phía hai người. Diệp Huyên giơ tay chém xuống một kiếm. Tia kiếm quang chém thẳng xuống dưới.
Ầm. Theo chiêu kiếm, một vùng kiếm quang kéo xuống từ trên trời, chém lên con rồng màu máu kia. Oanh. Lực lượng kiếm khí mạnh mẽ đánh bay con rồng kia. Cự long lui lại đến gần cuối chân trời. Nó có dáng người khổng lồ, dài ít nhất mấy vạn trượng, lượn lờ trong không trung, tản ra long uy mạnh mẽ đáng sợ. Diệp Huyên nhìn con huyết long kia, sau đó nói, cô có biết đây là giống loài gì không? Tín công chúa lắc đầu, chưa gặp bao giờ. Lúc này, con huyết long kia đột nhiên gầm thét, các ngươi là ai mà dám làm phiền bản tôn hả? Diệp Huyên quan sát nó, các hạ xưng hô thế nào? Huyết long nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên đáp, viện trưởng của thư viện quan Huyên, Diệp Huyên. Ánh mắt huyết long rất dữ tợn, không quen. Diệp Huyên nhìn biển máu bên dưới, ngoài con huyết long này, hắn không cảm nhận được hơi thở của bất cứ sinh linh nào nữa. Diệp Huyên nhìn huyết long, cười nói, làm phiền rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tín công chúa, chúng ta đi thôi. Tín công chúa gật đầu. Hai người muốn rời đi, mà lúc này, con huyết long kia đột nhiên hét to, cứ thế mà đi à. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía huyết long, không thì sao. Huyết long nhìn chằm chằm Diệp Huyên, các ngươi làm phiền đến giấc ngủ của bản tôn. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta xin lỗi. Huyết long giận dữ nói, nếu xin lỗi có tác dụng thì bản tôn còn cần tu luyện làm gì. Diệp Huyên nhìn huyết long, vậy ngươi muốn làm thế nào? Huyết long nhìn chằm chằm Diệp Huyên, để thứ trên người ngươi lại. Diệp Huyên nhíu mày, thứ trên người ta. Trong mắt huyết long lộ vẻ tham lam, bản tôn cảm nhận được trên người ngươi có bảo vật. Diệp Huyên nhìn huyết long, ngươi nhất định muốn nó à? Thân thể huyết long đột nhiên phóng to, sau đó, nó lập tức trở nên lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Nó nhìn xuống hai người Diệp Huyên từ chân trời, long uy đáng sợ không ngừng vọt xuống, thời không xung quanh trở nên sôi trào. Diệp Huyên nhìn huyết long, sau đó, hắn nói, Đại Sơn. Ai dám ức hiếp Diệp Thiếu? Một tiếng hét giận dữ vang lên, Đại Sơn lập tức xuất hiện, sau đó, ông ta xông lên, đánh một quyền về phía huyết long. Oanh! Cú đấm này đánh ra, huyết long kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay mấy vạn trượng, sau đó, Đại Sơn lại xông đến. Ầm! Phía chân trời có tiếng nổ không ngừng vang lên. Con huyết long cứ thế bị Đại Sơn đánh đến mức không có khả năng đánh trả. Dù huyết long cũng mạnh, nhưng chắc chắn không thể bằng được Đại Sơn, ở vũ trụ này, mấy người nhóm Đại Sơn có thể xem là tồn tại đứng đầu đỉnh kim tự tháp rồi. Đương nhiên là không thể sánh với Thái Sơ thần tộc. Lúc này, Tín công chúa chợt nói, biển máu kia có gì đó sai sai. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn về phía biển máu, sau đó, hắn cau mày, đi. Dứt lời, hắn dẫn theo Tín công chúa cùng biến mất. Con huyết long ở phía xa nhìn thấy cảnh này thì lập tức thay đổi sắc mặt, hét to các ngươi dám. Nhưng sau đó, Đại Sơn đã đánh một quyền vào miệng nó. Bốp! Huyết long hét to một tiếng, sau đó lại xông lên. Lực lượng của nó rất mạnh, nhưng Đại Sơn lại mạnh hơn nó, đáng sợ nhất là khả năng phòng ngự của Đại Sơn cũng kinh khủng hơn nó. Hoàn toàn bị áp đảo toàn diện. Diệp Huyên và Tín công chúa đi đến nơi sâu trong biển máu, ở nơi này, bọn họ nhìn thấy một tòa cung điện màu đen, trong cung điện đặt một quan tài thủy tinh, trong quan tài là một cô gái mặc váy trắng. Diệp Huyên và Tín công chúa đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều chứa đựng vẻ nghi ngờ. Diệp Huyên đi về phía cung điện, mà vào lúc hắn sắp đến gần, một khí thế thần bí đột nhiên bao vây lấy hắn. Diệp Huyên híp mắt, hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một tượng người đá, lúc này, cái tượng đó đang nhìn hắn chằm chằm. Là sống. Tượng đá kia đột nhiên đâm một thương về phía Diệp Huyên. Một thương vô cùng nhanh. Diệp Huyên híp mắt, kiếm thanh huyên trong tay hắn bay ra, sau đó, kiếm chém lên trường thương của bức tượng. Ầm. Trường thương của tượng thoáng chốc vỡ nát. Tượng người đá sửng sốt. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong đại điện, lui ra. Nghe thấy thế, tượng người đá lui sang một bên, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Diệp Huyên và Tín công chúa nhìn vào trong đại điện, lúc này, cô gái trong quan tài chậm rãi bay lên.
Diệp Huyên quan sát cô gái váy trắng, các hạ là. Cô gái chậm rãi mở mắt, Diệp Huyên phát hiện, hai con ngươi của nàng ta có màu tím đấm. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, cô nương, chúng ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi này cho nên đến xem thử mà thôi. Cô gái chợt nói, ngươi là người thiên mệnh. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái lại hỏi, ngươi từng đi qua Thái Sơ thần tộc chưa? Diệp Huyên lại gật đầu. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vậy ngươi có biết ta là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Cô gái nhếch môi, nàng ta mở lòng bàn tay, một tia kim quang đột nhiên bay lên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc thay đổi, cô là người của Thái Sơ thần tộc. Nói thật, lúc này hắn thật sự hơi ngạc nhiên. Con mẹ nó. Nơi này có một người của Thái Sơ thần tộc. Cô gái đột nhiên chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, ta ngửi thấy mùi của Thái Sơ thần thụ trên người ngươi, rõ ràng là ngươi từng đến linh độ giới, nhưng ta khá tò mò một điều, vì sao ngươi có thể đi, còn có thể trở lại. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, vì sao cô lại ở đây? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta hỏi ngươi, trả lời ta. Diệp Huyên nhíu mày, nếu cô muốn nói chuyện theo cách này thì không cần phải nói nữa. Cô gái đột nhiên ra tay, trong nháy mắt, một vùng kim quang bao phủ lấy Diệp Huyên. Oanh! Một tia kiếm quang đột nhiên xông ra từ trong vùng kim quang kia, trong nháy mắt, Diệp Huyên và cô gái đồng thời lùi lại. Hai người lùi khoảng mấy nghìn trượng mới dừng lại, mà lúc này, cung điện mà cô gái vừa ở bên trong đã biến thành hư vô. Diệp Huyên bình tĩnh nhìn cô gái. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cũng có bản lĩnh đấy. Dứt lời, nàng ta đột nhiên mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, một tia kim quang bộc phát, chém về phía Diệp Huyên phía xa. Diệp Huyên híp mắt, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, sau đó, một ngọn lửa đột nhiên dâng trào từ trong người hắn. Oanh! Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã như trở thành một người lửa. Sau đó, Diệp Huyên biến thành một kiếm quang hỏa diễm chém về phía cô gái. Vụt! Kim quang mà cô gái tản ra thoáng chốc vỡ tan, nhưng sau đó, kim quang lại bao phủ lấy Diệp Huyên. Ầm! Lực lượng mạnh mẽ khiến toàn bộ biển máu sôi trào. Nhưng cô gái cũng lùi lại gần trăm trượng. Sau khi dừng lại, trong mắt nàng ta lộ vẻ dữ tợn, hai tay nâng lên, miệng thầm đọc một thần chú cổ xưa, chẳng mấy chốc. Biển máu xung quanh lập tức sôi trào, sau đó, dưới ánh nhìn của Diệp Huyên, biển máu kia thoáng chốc biến thành những tia kim quang. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày. Cô gái nhìn Diệp Huyên, gằn giọng nói, đi tìm đường chết đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Vô Biên, nơi này có người của Thái Sơ tộc, ông muốn ra tay không? Sau một thoáng yên tĩnh, Vô Biên lập tức lao ra, ông ta nhìn cô gái với nét mặt lạnh như băng, đánh. Sao lại không đánh, lão tử đánh chết nàng. Dứt lời, ông ta lập tức xông lên. Ngày mai ra chương mới tiếp nhé. Trong lúc chờ ra chương mới các bạn có thể đọc thêm rất nhiều chuyện hay bên dưới hoặc tham gia Facebook group để hỏi đáp, trao đổi thêm về nội dung chuyện, lịch ra chương hay tâm sự cùng admin dễ thương của web Metruin Hot nhé. Chúng mình rất vui khi được phục vụ các bạn yêu chuyện. Tất cả chuyện đều miễn phí và mãi mãi như vậy. Các bạn ủng hộ chúng mình là nguồn động lực lớn lao để website có thể tiếp tục duy trì, ra thêm nhiều chuyện mới hấp dẫn thỏa đam mê ngôn tình của tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của metruinsot.com.vn khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website metruinsot.com.vn để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. List chuyện hay trong lúc chờ đợi đây các bạn nhé. Thần cấp ở rể cô vợ câm quá bá đạo siêu cấp shipper cuồng phi sủng vương sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý Long Vương trở lại. Tiếp tục ủng hộ Metruin Hot ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha. Tín công chúa im lặng. Diệp Huyên nhìn nàng ta, sao vậy? Tín công chúa trầm giọng nói, đừng trách ta nói thẳng, nếu ngươi thật sự rời khỏi vũ trụ này. Có lẽ thư viện sẽ xuất hiện không ít vấn đề. Diệp Huyên hỏi, ví dụ như. Tín công chúa nhìn Diệp Huyên, thế gia tranh quyền, viện chủ của các đại viện tranh quyền.
Một vài thư viện ở vũ trụ bên dưới sẽ dần tạo thành các chư hầu. Diệp Huyên im lặng. Tín công chúa nói tiếp, hiện tại tổng viện của thư viện Quan Huyên có thể uy hiếp đến phân viện của tất cả vũ trụ khác, nhưng sau này thì không chắc, có một vài phân viện có tốc độ phát triển rất kinh khủng. Nếu gặp được một người thống lĩnh yêu nghiệt, cũng không phải không có khả năng phát triển thành một phân viện siêu cấp cạnh tranh với tổng viện. Xuất hiện một người còn đỡ, nếu xuất hiện rất nhiều người, khi đó tổng viện sẽ kiểm soát bọn họ như thế nào đây? Diệp Huyên cười đáp, không phải còn có cô à? Tín công chúa chớp mắt, sao ngươi biết ta sẽ không biến thành chư hầu mạnh nhất? Diệp Huyên nhìn về phía Tín công chúa, cô sẽ làm thế sao? Tín công chúa cười nói, ngươi đang đánh cược với lòng người à? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, cô sẽ không, ít nhất trước khi ta chết, cô sẽ không làm thế, đúng không? Tín công chúa im lặng một lát rồi nói, phải, nếu ngươi còn sống, ta sẽ không làm thế. Nếu ngươi không còn sống, vì lợi ích của ta và đất nước ta, ta nhất định sẽ tranh giành. Đừng trách ta nói thẳng, nếu ta muốn, thư viện Quan Huyên hiện tại không một ai có thể đấu lại ta. Diệp Huyên cười nói, cô không sợ ta tước đoạt binh quyền của cô ngay bây giờ à? Tín công chúa lắc đầu, sẽ không. Nhiều nhất thì ngươi chỉ có thể đào tạo hai thế lực kiểm soát ta mà thôi. Diệp Huyên nhìn Tín công chúa, không nói gì. Tín công chúa cười nói, ta sẽ không suy nghĩ nhiều, vì nếu là ta, ta cũng sẽ làm thế. Diệp Huyên hỏi, vậy cô có đề nghị tốt hơn không? Để tránh sau khi ta đi, vũ trụ này sẽ trở nên hỗn loạn. Tín công chúa im lặng một lát rồi nói, ngươi cần có một người thừa kế. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không thể có trong một khoảng thời gian ngắn được. Tín công chúa nói, vậy thì tìm một người có thể trấn giữ đến tọa trấn ở Tổng Viện. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Một người có thể tọa trấn. Hơn nữa còn phải đáng tin cậy. Diệp Huyên chợt nói, Tín công chúa, cô từng nghe nói đến thế giới hư chân chưa? Tín công chúa lắc đầu. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, thế giới hư chân này là một vũ trụ thế giới có nền văn minh võ đạo vượt xa chúng ta bây giờ. Tín công chúa lắc đầu cười khẽ, thấy ngươi lo âu như thế, ta cũng biết đây là một thế giới không đơn giản. Dù sao ta cũng không có hứng thú, ta chỉ muốn phát triển vũ trụ này thật tốt trước đã. Thống nhất toàn bộ vũ trụ mới là mục tiêu của ta. Diệp Huyên nhìn về phía Tín công chúa, nàng ấy cười nói, trong vũ trụ sau này, ta nhất định sẽ lưu danh sử sách, không phải sao? Diệp Huyên cười to, đúng thế, đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn Tín công chúa rời đi. Sau khi hai người chia tay, Diệp Huyên trở lại thư viện Quan Huyên. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, cả thế giới đều bao phủ bởi kiếm ý nhân gian của hắn. Kiếm ý nhân gian của hắn hiện tại có thể nói là kiếm ý mạnh nhất vũ trụ. Vô cùng vô tận. Diệp Huyên vận chuyển tâm pháp Thái Sơ, bắt đầu rèn luyện kiếm ý nhân gian này. Dưới sự rèn luyện của hắn, chất lượng của kiếm ý nhân gian càng ngày càng cao, sau đó, hắn bắt đầu trồng chất, kiếm ý nhân gian vô cùng vô tận bị hắn làm thành một sợi dây. Diệp Huyên im lặng nhìn kiếm ý nhân gian trong tay. Uy lực rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Tộc trưởng và đại tế sư của Thái Sơ tộc kia thật sự quá đáng sợ. Lúc này, Phổ Biên chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta quan sát Diệp Huyên một lúc, sau đó nói, kiếm ý nhân gian này của ngươi bắt đầu thú vị rồi đấy. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, vẫn không thể chống lại Thái Sơ tộc được. Phổ Biên chủ nói, bình thường, thực lực của hai người kia rất mạnh. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, nhưng thế giới hư chân lại mạnh hơn bọn họ. Nói cách khác, dù chúng ta đánh thắng được Thái Sơ thần tộc này, khi đi đến thế giới hư chân, chúng ta vẫn sẽ trở thành kiến. Phổ Biên chủ cười to, xưng vương xưng bá ở vũ trụ thế này thì có ý nghĩa gì? Đi đến thế giới hư chân, sau đó thấy bản thân trở nên nhỏ bé, ta cảm thấy rất hay. Diệp Huyên cười đáp, đúng là thế. Phổ Biên chủ nói, nếu chúng ta muốn đánh bại Thái Sơ thần tộc thì phải giải quyết Thái Sơ thần thụ kia. Vì có nó ở đó, tộc trưởng và đại tế sư kia, thậm chí cả người bảo vệ cũng đều vô địch. Hơn nữa, gốc cây này có thể ban phúc cho nhiều người cùng một lúc. Nói cách khác, nếu cường giả của Thái Sơ thần tộc tập trung lại, sau đó được ban phúc tập thế, thì chiến lực của bọn họ. Nói đến đây, ông ta im lặng.
Diệp Huyên cũng im lặng. Thái Sơ thần thụ kia còn đáng sợ hơn cả tộc trưởng và đại tế sư của Thái Sơ tộc nữa. Ngay cả một phân thân của đồ cũng có thể hủy diệt một cách dễ dàng, có thể tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức nào. Vô Biên chủ nói, bây giờ ngươi không theo đuổi cảnh giới nữa à? Diệp Huyên gật đầu, hiện tại hắn đã hoàn toàn từ bỏ cảnh giới, chỉ tập trung vào kiếm đạo. Vô Biên chủ quan sát Diệp Huyên, ta có thể cảm nhận được mỗi một khắc kiếm ý nhân gian của ngươi đều đang tăng cường, nhưng hiện tại kiếm đạo của ngươi vẫn không thể chống lại bọn họ. Ngươi còn phải đợi. Diệp Huyên cười khổ, đúng thế, hiện tại hắn chỉ có thể đợi, đợi kiếm ý nhân gian này biến chất một lần nữa. Nhưng hắn sẽ không chỉ dựa vào kiếm ý nhân gian. Không thể gửi gắm tất cả hy vọng vào tín ngưỡng của người khác được. Vô Biên chủ cất lời, đi, ta dẫn ngươi đến một chỗ. Diệp Huyên nhìn ông ta, chỗ nào? Vô Biên chủ cười đáp, đi rồi biết. Nói xong, ông ta dẫn Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp. Chẳng mấy chốc, hai người xuyên qua vô số thời không, cuối cùng đi đến một nơi hoang phế. Diệp Huyên nhíu mày, nơi này là... Vô Biên chủ chỉ về phía mảnh đất hoang tàn kia, có biết đây là nơi nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Vô Biên chủ cười nói, đây là nền văn minh thứ nhất dưới thế giới hư chân, nền văn minh sơ khai. Nền văn minh sơ khai. Diệp Huyên trầm giọng nói, còn ở trên Thái Sơ tộc luôn sao? Vô Biên chủ gật đầu, đúng thế, năm đó Thái Sơ tộc chỉ là một thành viên trong nền văn minh này mà thôi. Diệp Huyên nhíu mày, Thái Sơ tộc chỉ là một thành viên trong nền văn minh này. Vô Biên chủ gật đầu, nền văn minh sơ khai là nền văn minh đứng đầu dưới thế giới hư chân, nhưng ngươi đừng cho rằng nó yếu, thật ra thì bọn họ rất mạnh. Mà người mạnh nhất năm đó còn không phải người của Thái Sơ thần tộc, mà là Đại Hoang tộc. Tiếc là năm đó Đại Hoang tộc đại chiến với Thái Sơ thần tộc đã bị tiêu diệt rồi. Nói đến đây, ông ta cười khẽ, sau đó nói tiếp, ta biết chắc chắn người thấy nghi ngờ vì sao Đại Hoang tộc mạnh hơn Thái Sơ thần tộc mà lại bị Thái Sơ thần tộc tiêu diệt. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Vô Biên chủ nói, vì tiên tổ của Thái Sơ thần tộc, cũng chính là cường giả đã tiến lên thế giới hư chân kia. Năm đó ông ta nhẫn nhịn hơn nghìn năm. Đến trận chiến mấu chốt cuối cùng mới để lộ thực lực chân chính của mình. Tộc trưởng Đại Hoang tộc bị ông ta giết chết trong lúc giao thủ, vì thế, toàn bộ Đại Hoang tộc bị tiêu diệt. Diệp Huyên hơi tò mò, cuối cùng những thế lực khác của nơi này thì sao? Đều bị bọn họ tiêu diệt cả à? Vô Biên chủ nhìn Diệp Huyên, phải. Nghe vậy, Diệp Huyên cảm thán, độc ác quá. Vô Biên chủ cười nói, biết vì sao năm đó bọn họ lại bị chủ nhân Bút Đại Đạo xử lý không? Là vì chuyện bọn họ làm năm đó thật sự rất thất đức. Bọn họ lợi dụng tất cả tài nguyên của nền văn minh sơ khai nâng cao thực lực toàn bộ gia tộc, sau đó muốn mượn nó phá vỡ hư không, tiến vào thế giới hư chân. Tiên tổ của bọn họ đúng là đã thành công rồi. Tiếc là sau khi tiến vào thế giới hư không, ông ta bị đánh không thương tiếc, cho nên lại chạy về. Hơn nữa còn trở thành người giữ cửa giữa hai thế giới, cuối cùng giam cầm người khác, cũng giam cầm chính bọn họ. Chỉ có thể nói là báo ứng mà thôi. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nói, ông dẫn ta đến đây là để. Vô Biên chủ hé miệng cười, nơi này có người đời sau của Đại Hoang tộc, chẳng những thế còn có người đời sau của một vài tộc khác. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, sao ông lại biết nhiều thế? Vô Biên chủ nhíu mày, tại sao ta không thể biết nhiều như thế? Trong mắt ngươi, ta là một tên vô tích sự à? Diệp Huyên. Nền văn minh sơ khai. Phải công nhận rằng, Diệp Huyên vẫn khá kinh ngạc với nền văn minh sơ khai kia. Nó là nền văn minh đầu tiên sinh ra trong mảnh vũ trụ này. Diệp Huyên đi theo Vô Biên chủ về phương xa, chẳng mấy chốc đã thấy được một tòa cung điện cổ xưa ở sâu trong đống đổ nát. Diệp Huyên ngó Vô Biên chủ, ông ta cười nói, đây là điện Đại Hoang. Do con cháu Đại Hoang tộc xây dựng lại, giờ Thái Sơ thần tộc cũng bẽ mặt nên họ mới dám xây dựng lại. Diệp Huyên hơi khó hiểu hỏi, người phụ nữ trước đó của Thái Sơ. Vô Biên chủ cười nói, người không phát hiện hả, người phụ nữ đó có một nửa dòng máu của loài người. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, ý ông là... Vô Biên chủ cười ha ha, có kẻ dám tằng tịu với người Thái Sơ thần tộc. Sau đó lại chạy xuống. Song dù là ai thì chắc chắn cũng cực kỳ lợi hại,
còn với Thái Sơ thần tộc thì tuyệt đối là điều không thể tha thứ. Diệp Huyên lắc đầu cười. Hắn biết những dòng họ như vậy đều cực kỳ kiêu ngạo, tựa như lời vô biên chủ, với họ chuyện như thế tuyệt đối là điều không thể tha thứ. Nhưng hắn vẫn không hiểu, tại sao người phụ nữ Thái Sơ tộc kia lại kiêu ngạo như vậy. Đúng lúc này, tòa cung điện kia bỗng dưng xuất hiện một ông lão gầy gò. Vô biên chủ liếc ông ta rồi nói, vị này chắc là đại trưởng lão của đại hoang tộc. Ông lão gầy gò kia xuất hiện ở trước mặt hai người rồi liếc vô biên chủ, lại ngó Diệp Huyên, khẽ cười nói, hai vị người thiên mệnh. Vô biên chủ cười chào hỏi, Hoang Lâm, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Hoang Lâm hỏi, vô biên, người đi qua linh độ giới rồi à? Vô biên chủ gật đầu. Hoang Lâm nhìn chằm chằm vào vô biên chủ hỏi, sao rồi? Vô biên chủ nhún vai, đánh không lại. Hoang Lâm gật đầu, mặt mày hết sức bình tĩnh giống như đã đoán trước được rồi. Vô biên chủ nói, lần này đến tìm ngươi là muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Hoang Lâm lắc đầu, giờ Thái Sơ thần tộc như mặt trời ban trưa, đại hoang tộc ta không phải đối thủ của họ. Vô biên chủ trầm giọng nói, không phải nhờ ngươi đánh nhau, mà là muốn ngươi giúp Diệp thiếu của chúng ta mạnh lên một chút. Hoang Lâm nghe vậy ngó Diệp Huyên hỏi, hắn hả? Vô biên chủ gật đầu. Hoang Lâm đánh giá Diệp Huyên một lượt rồi trầm giọng nói, kiếm tu. Vô biên chủ cười đáp, đúng vậy. Hoang Lâm im lặng một lát rồi nói, đi theo ta. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên và vô biên chủ lập tức đi theo. Trên đường, vô biên chủ nói, hồi xưa, chỗ này từng giúp ta rất nhiều, chắc hẳn cũng sẽ có ích với ngươi. Diệp Huyên ngó vô biên chủ hỏi, ông từng tu luyện ở đây hả? Vô biên chủ cười đáp, đúng vậy. Khi nói chuyện, Hoang Lâm, Diệp Huyên và vô biên chủ đã đi tới một cánh đồng hoang vu. Hoang Lâm liếc Diệp Huyên nói, thử cảm nhận ý chí tối cao của các bậc tiền bối hoang tộc ta đi. Ông ta nói xong bèn nhìn về phía vô biên chủ gật đầu, sau đó cả hai lập tức biến mất khỏi đây. Trên cánh đồng hoang vu, chỉ còn lại một mình Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua xung quanh, cau mày khó hiểu. Đúng lúc này, trong đất trời bỗng xuất hiện một luồng uy áp cực kỳ khủng bố. Diệp Huyên thấy thế híp mắt, trên người cũng bùng nổ ra kiếm ý nhân gian. Xong, luồng uy áp kia lại giống như dòng nước lũ lao về phía Diệp Huyên từ bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, kiếm ý nhân gian mà Diệp Huyên vừa phóng ra đã lập tức bị nghiền nát. Diệp Huyên thấy vậy tức thì biến sắc, mở tay ra, kiếm thanh huyên phóng thẳng lên cao. Ong! Một tiếng kiếm ngân vang vọng phía chân trời. Nhưng, kiếm thanh huyên vừa phóng lên cao đã bị luồng ý chí khủng bố kia khóa lại trên trời, không thể nhúc nhích. Chẳng những vậy, nó còn không ngừng chấn áp, ép kiếm thanh huyên hạ xuống. Diệp Huyên thấy cảnh đó thì vẻ mặt chợt trở nên tàn nhẫn, bỗng dưng hét lên, huyết mạch phong ma lập tức bùng nổ. Một luồng huyết mạch chi lực phóng thẳng lên cao rồi truyền vào kiếm thanh huyên. Ong! Lại một tiếng kiếm ngân vang lên khắp cả bầu trời. Nhưng ngay sau đó, luồng uy áp kia bỗng dưng tăng vọt. Kiếm thanh huyên lập tức rớt thẳng xuống từ trên trời rồi rơi ngay xuống trước mặt Diệp Huyên. Cùng lúc đó, uy áp khủng bố của ý chí kia cũng rơi lên người Diệp Huyên. Phút chốc, tựa như có mấy trăm vạn ngọn núi lớn đè lên người Diệp Huyên, mặt đất dưới chân hắn lập tức sụp xuống. Diệp Huyên rớt thẳng xuống hơn 10 vạn trượng mới dừng lại, nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Sắc mặt Diệp Huyên dữ tợn, kiếm ý nhân gian và huyết mạch chi lực điên cuồng trào từ trong cơ thể. Song, cũng không làm được gì. Dù là hai sức mạnh kia thì vừa xuất hiện cũng đã lập tức bị luồng ý chí kia nghiền nát. Diệp Huyên gầm lên, dùng hết toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn chẳng có bất cứ tác dụng gì. Đè bẹp. Hoàn toàn đè bẹp. Diệp Huyên hoàn toàn bị đè cứng dưới hố sâu, hắn cũng không dùng lực lượng cô gái hỏa diễm vì kia không phải sức mạnh của mình. Mà dù có sử dụng lực lượng của nàng ta thì cũng chưa chắc đã được. Dưới hố, Diệp Huyên im lặng, giờ phút này, dù hắn dùng toàn bộ lực lượng cũng không thể chống lại luồng ý chí kia. Bấy giờ, Tiểu Bút bỗng nhiên nói, cậu muốn chống lại nó thì chỉ có thể dùng ý chí của mình, chứ không phải sức mạnh của cậu.
nếu dùng sức mạnh chống lại nó thì dù cậu có mạnh hơn gấp 10 lần cũng chẳng thắng nổi. Ý chí. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, định dùng ý chỉ của mình chống lại nó. Nhưng lúc này, trong đầu hắn lại xuất hiện một suy nghĩ. Không thể chống lại nó. Diệp Huyên cảm nhận được suy nghĩ ấy thì lập tức sửng sốt. Không thể chống lại nó. Chính mình thế mà lại nảy ra cái suy nghĩ ấy trong đầu. Giờ phút này, Diệp Huyên bỗng cảm thấy hơi hoang đường, đương nhiên, còn có chút hoảng sợ. Đúng vậy, là hoảng sợ. Hoảng sợ tại sao mình lại sinh ra cái suy nghĩ như vậy trong đầu. Bên kia, Hoang Lâm nhìn Diệp Huyên dưới hố sâu hỏi, người không sợ đạo tâm của hắn sụp đổ luôn hả? Vô Biên Chủ bình tĩnh đáp, nếu đạo tâm của hắn sụp, trực tiếp chọn cách nằm thắng thì cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Hoang Lâm nhìn về phía Vô Biên Chủ, ông ta nhàn nhạt nói, hắn cần phải thay đổi một chút, không thì sẽ chẳng bao giờ biết thiếu sót của mình. Hoang Lâm gật đầu, ý chí của tên đó khá yếu kém, muốn qua được cửa này. E rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Vô Biên Chủ khẽ nói, xem ý trời đi. Dưới hố sâu, Diệp Huyên vẫn bị luồng ý chí kia hoàn toàn đè chặt. Mà lúc này, hắn đã chìm trong sự hoài nghi bản thân. Hóa ra, ý chí của mình yếu như vậy sao? Hóa ra, mình cũng sẽ sợ hãi. Bấy giờ, Tiểu Bút bỗng nói, trên cả quãng đường của cậu, nền móng không ổn định nhất chính là đạo tâm. Đạo tâm không vững nên gặp được khó khăn thì cậu sẽ tự mình phủ định và nghi ngờ chính bản thân. Kẻ mạnh chân chính, ý chí cũng sẽ cứng rắn như sắt, không thể phá vỡ hay bị bất cứ ý chí nào lay động. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, Tiểu Tháp cũng nói, Tiểu Chủ, hồi đó chủ nhân cũng cực kỳ mạnh ở khoản này. Tại mặt ý chí, dù đối mặt với thiên mệnh tỷ tỷ thì y cũng sẽ không bị sự mạnh mẽ của nàng ấy đánh bại, tại sao ư? Vì trên cả chặng đường của y đều dựa vào chính mình xông tới, từng bước một đi lên cao. Trong tình huống ấy, ý chí của y thật sự là vững chãi như tường đồng vách sắt. Người có thể đánh bại y, nhưng không thể phá hủy ý chí của y. Nó trưởng thành cùng kiếm chủ áo xanh nên rất rõ quá trình từ yếu đến mạnh của y. Ý chí ấy là cực kỳ đáng sợ. Còn Diệp Huyên, ban đầu còn được, nhưng về sau thì thật sự có chút khó nói. Chịu khổ. Hoàn toàn không có. Đời người cứ êm đềm thế thì hỏi sao ý chí kia không dễ phá hủy cho được. Dưới hố sâu, Diệp Huyên nhắm nghiền hai mắt, uy áp khủng bố của ý chí kia đè hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích, còn hết sức đau đớn. Diệp Huyên biết, chỉ cần mình muốn thì có thể thoát khỏi sự đau đớn ấy bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không có làm vậy. Diệp Huyên biết mục đích Vô Biên Chủ dẫn mình đến đây, ông ta muốn hắn phát hiện thiếu sót của mình. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn đã biết sự thiếu sót của mình. Ý chí của mình quá yếu. Ở trước mặt kẻ mạnh chân chính, mình hoàn toàn y như một đứa con nít. Diệp Huyên chậm rãi siết chặt nắm tay, dồn hết sức mạnh lên chân phải, rất khó khăn nhưng hắn vẫn làm được. Hắn nâng chân phải lên hạ xuống, rồi lại nâng chân trái lên. Ở một nơi nào đó, Hoang Lâm cau mày nhìn Diệp Huyên hỏi, hắn muốn làm gì? Lẽ nào là định cứ thế đi ra khỏi cái hố đó? Vô Biên Chủ nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã phát hiện Diệp Huyên đang đi lên trên từng bước một, tuy rất chậm, mỗi lần nhấc chân đều giống như dùng hết tất cả sức mạnh. Nhưng, hắn vẫn đang đi. Hoang Lâm nhỏ giọng hỏi, hắn có thể đi ra khỏi cái hố sâu đó không? Vô Biên Chủ lắc đầu đáp, không biết. Hoang Lâm quay đầu nhìn Vô Biên Chủ, ông ta cười bảo, tên kia khác với những người khác. Nếu hắn muốn tiêu diệt Thái Sơ thần tộc thì cũng chỉ là một câu thôi. Song lần này, ta nhận ra được hắn đã muốn dựa vào thực lực của mình hạ gục Thái Sơ thần tộc. Nhưng ta cảm thấy với thực lực bây giờ của hắn thì rất khó. Thế nên, ta dẫn hắn đến đây để hắn cảm nhận thử ý chí của một kẻ mạnh chân chính là như thế nào. Hoang Lâm im lặng một lát rồi hỏi, diệt Thái Sơ thần tộc chỉ bằng một câu. Vô Biên Chủ gật đầu, đúng vậy. Hoang Lâm ngó Diệp Huyên bên dưới hỏi, có chỗ dựa. Vô Biên Chủ cười ha ha nói, hắn chính là Kháo Sơn Vương đó. Kháo Sơn Vương. Hoang Lâm lại nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt có đôi chút tò mò. Bên dưới,
Diệp Huyên chậm rãi bước từng bước một đi từ dưới hố lên. Tuy hắn đi cực kỳ chậm, nhưng trong mắt lại tràn đầy một sự kiên định. Hắn đang chống lại luồng ý chí kia. Mà lần này, Diệp Huyên không hề dùng đến lực lượng, chỉ dùng đến ý chí của mình. Muốn dùng ý chí đánh bại hắn ư? Không thể nào. Diệp Huyên bỗng nhiên hét lên rồi nâng chân lên đạp xuống. Cứ thế, trong mắt của Vô Biên Chủ và Hoang Lâm, Diệp Huyên bước từng bước một đi ra khỏi hố sâu. Thoáng chốc trôi qua 10 ngày, mà trong lúc đó, Diệp Huyên mới chỉ đi được chưa đến 100 mét. Hơn nữa, càng lên cao lại càng khó đi. Nhưng hắn vẫn kiên trì bước tiếp. Trên mặt đất, Hoang Lâm nói kiếm ý kia của hắn rất thú vị, ngày càng mạnh. Trên tảng đá bên cạnh, Vô Biên Chủ nằm ngửa mặt lên, phát chân chữ ngũ nói, mảnh vũ trụ này, mai sau chính là của hắn. Hoang Lâm nhìn về phía Vô Biên Chủ, ông ta cười bảo, nếu đại hoang tộc ngươi muốn vùng dậy thì hắn chính là cơ hội duy nhất. Hoang Lâm im lặng một lát rồi nói, vậy sau này ta sẽ gọi hắn là Diệp Thiếu. Vô Biên Chủ. Dưới hố sâu, Diệp Huyên bước từng bước một, đi lên phía trên. Mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Ý chí tối cao kia giống như một ngọn núi lớn đè trên người hắn, khiến Diệp Huyên không thở nổi. Nó muốn đè bẹp ý chí của hắn. Kiên trì. Trong mắt Diệp Huyên tràn ngập vẻ quyết tâm. Cứ thế, hắn đi từng bước một lên trên. Ngày này qua ngày khác, Diệp Huyên vẫn đi rất chậm, đôi khi 2 ngày mới bước được một bước, nhưng ánh mắt lại ngày càng kiên định. Trên mặt đất, Vô Biên Chủ nằm trên một tảng đá, phát chân chữ ngũ, miệng ngậm cọng cỏ trông có chút bất cần đời. Hoang Lâm nhìn Diệp Huyên bên dưới, khẽ nói, nửa tháng. Ta không ngờ hắn lại có thể kiên trì lâu như vậy. Vô Biên Chủ nói, tư chất và tâm tính của hắn vốn đã không kém, chỉ là gia thế quá khủng bố, không thì đã có thể tiến xa hơn rồi. Đương nhiên là nhìn về lâu dài mới nói thế, còn trong một thời gian ngắn, hắn chắc chắn là vô địch trong thế hệ trẻ. Hoang Lâm nhìn về phía Vô Biên Chủ hỏi, gia thế nhà hắn có thể chống lại Thái Sơ thần tộc thật hả? Vô Biên Chủ liếc Hoang Lâm nói, không phải chống lại mà là đè bẹp. Đè bẹp. Hoang Lâm im lặng. Tuy tổ tiên Thái Sơ thần tộc đã không còn nữa, nhưng sự khủng bố ấy vẫn không phải là điều người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Dù sao, họ không những muốn trấn thủ vũ trụ bên dưới, mà còn phải canh giữ thế giới hư chân. Đè bẹp. Hoang Lâm ngó Diệp Huyên bên dưới hỏi, vậy hắn còn cố gắng như vậy làm gì? Vô Biên Chủ cười nói, có lẽ, đây là cuộc sống của cậu ấm con nhà người ta. Rõ ràng có thể vô địch, nhưng lại không chịu, cứ thích chơi, ha ha. Vẻ mặt Hoang Lâm cứng lại. Vô Biên Chủ liếc Diệp Huyên bên dưới rồi chậm rãi nhắm mắt lại, giờ ta cũng muốn đi theo Diệp Thiếu lăn lộn. Hoang Lâm. Nhoáng cái đã trôi qua 1 tháng. Mà lúc này, Diệp Huyên chỉ mới đi được 100 bước. Cách mặt đất còn một chặng đường rất dài. Bên trong hố sâu, ánh mắt Diệp Huyên tràn ngập vẻ kiên quyết, giờ trái tim hắn đã vững như Thái Sơn. Trận chiến này chỉ đơn giản là ý chí với nhau. Tu luyện không 5 tháng, thoáng cái đã qua thêm 1 tháng. Diệp Huyên vẫn đi rất chậm, nhưng lần này kiếm ý trên người hắn đã có sự thay đổi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn đỉnh hố, chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ đây, hắn nhớ đến rất nhiều chuyện. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Từng màn một hiện lên trong đầu. Thế tử Diệp gia, đệ tử thư viện Thương Lan, Thương Kiếm Tông, Vũ Trụ Ngũ Duy, Bất Tử Đế Tộc. Còn giờ là viện trưởng thư viện Quan Huyên, kiếm chủ nhân gian. Kháo Sơn Vương. Đâu mới là mình? Mình muốn làm người nào? Diệp Huyên đứng tại chỗ mờ mịt nhìn chân trời. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó. Rốt cuộc thì mình muốn làm một người như thế nào? Một lát sau, Diệp Huyên bỗng dưng lắc đầu cười. Dù là thế tử Diệp gia, kiếm chủ nhân gian hay Kháo Sơn Vương thì đều là hắn. Đây là con đường mà hắn đã đi. Còn giờ, điều hắn nên suy nghĩ là sau này mình muốn trở thành một người như thế nào? Kiếm chủ nhân gian. Kháo Sơn Vương. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn không trung, lúc này, đầu óc hắn đã hoàn toàn rộng mở, suy nghĩ thông suốt. Hắn muốn làm kiếm chủ nhân gian. Xong,
hắn cũng muốn làm Kháo Sơn Vương. Dù sao, cả đời này hắn cũng đã gọi người rất nhiều. Diệp Huyên tiếp tục đi lên mặt đất, mà lần này lại dễ dàng hơn rất nhiều. Đời người, khó nhất là hiểu rõ bản thân. Ngươi là một người như thế nào? Rất nhiều người cả đời cũng chưa từng tự hỏi vấn đề đó. Bước chân Diệp Huyên càng lúc càng nhanh, giờ luồng ý chí kia đã không thể chèn ép kiếm ý nhân gian của hắn. Kiếm ý nhân gian lập tức tràn ra giống như thủy triều, thoáng chốc cả đất trời đã tràn ngập kiếm ý của hắn. Trên mặt đất, Phổ Biên Chủ và Hoang Lâm đều cau mày lại. Phổ Biên Chủ nhìn Diệp Huyên bên dưới, giờ hắn đã có thể đi lại bình thường trước uy áp của luồng ý chí kia. Lúc này, uy áp khủng bố của luồng ý chí kia đã không ép được kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên. Phổ Biên Chủ khẽ nói, hắn dung hợp ý chí của mình vào kiếm ý nhân gian. Hoàng Lâm cũng trầm giọng nói, kiếm ý kia thật khủng bố. Phổ Biên Chủ gật đầu, trước đó, kiếm ý nhân gian của hắn hoàn toàn là tín ngưỡng chi lực. Còn giờ đã khác, hắn dung hợp nó với ý chí của mình. Nói cách khác, giờ đây kiếm ý nhân gian đại biểu cho ý chí của hắn, mà ý chí của hắn chính là tín ngưỡng chi lực của chúng sinh. Ông ta nói xong, trong mắt chợt lóe lên vẻ phức tạp, vị thiên mệnh đại lão kia nên để hắn nếm thêm nhiều đau khổ chút. Bên dưới, sau khi kiếm ý nhân gian và ý chí của Diệp Huyên dung hợp lại, kiếm ý của hắn đã xảy ra sự thay đổi về chất. Kiếm ý nhân gian phóng lên cao, luồng ý chí trong hố sâu trực tiếp vỡ vụn. Diệp Huyên khôi phục bình thường, cơ thể nhoáng lên lập tức hóa thành một luồng kiếm quang bay lên mặt đất. Giờ phút này, Diệp Huyên nhìn thoáng qua xung quanh rồi chợt cảm thấy hơi buồn bã. Lúc này, Phổ Biên Chủ và Hoang Lâm chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Phổ Biên Chủ đánh giá Diệp Huyên một lượt rồi cười hỏi, cảm thấy thế nào? Diệp Huyên ngô Phổ Biên Chủ cười nói, Phổ Biên ta vẫn luôn muốn đánh một trận với ông, hay là hôm nay chiến luôn? Phổ Biên Chủ liếc Diệp Huyên hỏi, chắc không? Diệp Huyên gật đầu. Phổ Biên Chủ cười ha ha nói, vậy đến đây đi. Ông ta nói xong bèn tiến vào hư không. Diệp Huyên cũng cười, cơ thể nhoáng lên hóa thành một luồng kiếm quang biến mất khỏi tại chỗ. Trong một mảnh hư không vắng lặng, Diệp Huyên và Phổ Biên Chủ đứng đối diện nhau từ xa. Phổ Biên Chủ cười nói, ta cũng muốn nhìn thử kiếm ý nhân gian sau khi đã được lột xác của ngươi. Diệp Huyên cười bảo, vậy tới đây. Hắn nói xong bèn vung tay lên, một luồng kiếm quang bỗng bổ về phía Phổ Biên Chủ. Không phải kiếm thanh huyên mà là kiếm do kiếm ý nhân gian ngưng tụ thành. Mặt mày Phổ Biên Chủ vẫn hết sức bình tĩnh, giơ tay đấm ra một quyền. Ầm. Thanh kiếm nhân gian kia trực tiếp bị một quyền kia chặn lại. Nhưng mà, Phổ Biên Chủ cũng lùi lại gần trăm trượng, và lại thanh kiếm nhân gian kia vẫn chưa vỡ vụn. Phổ Biên Chủ thấy vậy lập tức kinh ngạc. Đúng lúc này, lại có một thanh kiếm nhân gian nữa chém tới. Phổ Biên Chủ hít mắt, siết chặt tay phải rồi lại đấm ra một quyền. Nó vừa được đánh ra, thời không ở hiện trường lập tức hóa thành bột mịn. Lần này, ông ta đã dùng hết sức mạnh. Ầm. Thanh kiếm nhân gian kia trực tiếp bị một quyền đó chặn đứng lại. Nhưng vẫn không gãy. Song bấy giờ, Diệp Huyên chợt xuất hiện trước mặt Phổ Biên Chủ y như quỷ mị. Ngay sau đó, vô số kiếm quang thoáng chốc bao phủ Phổ Biên Chủ. Ầm, ầm. Hiện trường, không ngừng có vô số kiếm quang xuất hiện, thoáng chốc đã có hơn 10 vạn thanh kiếm. Hơn nữa, nó vẫn đang tăng lên với một tốc độ vô cùng khủng bố. Sau khi kiếm nhân gian không còn bị đánh nát một cách dễ dàng nữa thì mức độ khủng bố của nó đã không thua kém gì kiếm thanh huyên. Bởi vì kiếm ý nhân gian của hắn là vô cùng vô tận. Lần này, dù là Phổ Biên Chủ cũng không thể đánh nát kiếm nhân gian của hắn. Kiếm khí không đáng sợ, đáng sợ là nó vừa cứng vừa vô cùng vô tận. Hiện trường, trận chiến giữa Phổ Biên Chủ và Diệp Huyên càng ngày càng kịch liệt. Mà lúc này, đã có gần trăm vạn thanh kiếm nhân gian. Hết thanh này đến thanh khác chém về phía Phổ Biên Chủ, dù là ông ta cũng có chút không chịu nổi. Vì ông ta thử phá hủy chúng, nhưng đều thất bại. Phải công nhận rằng, sau khi kiếm ý nhân gian không thể bị phá hủy thì đúng là phải khiến người ta đau đầu. Đùng. Đúng lúc này, kiếm quang chợt nổ tung, Diệp Huyên và Phổ Biên Chủ lập tức lùi lại. Song bấy giờ,
Diệp Huyên chợt mở tay ra, thoáng cái hơn trăm vạn thanh kiếm nhân gian bỗng hóa thành vô số kiếm quang lao tới. Phút chốc, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm ý được ngưng tụ từ trăm vạn thanh kiếm nhân gian. Ngay sau đó, nó bỗng dưng bay ra. Keng! Một tiếng kiếm ngân chợt vang vọng khắp chư thiên vạn giới. Đằng xa, Phổ Biên Chủ híp mắt lại rồi bước lên trước một bước, sau đó đấm mạnh ra. Một quyền đó vừa xuất hiện, một lực lượng khủng bố kết hợp với quyền mang đáng sợ chợt phun ra từ trong nắm đấm của ông ta. Ầm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên, Phổ Biên Chủ thoáng chốc lùi lại mấy ngàn trượng. Nhưng thanh kiếm ý kia vẫn chưa biến mất, mà lập tức hóa thành trăm vạn thanh bổ về phía ông ta. Trong mắt Phổ Biên Chủ lóe lên vẻ lạnh lẽo, bước lên trước một bước rồi vung tay phải lên. Thoáng chốc, vô số lá bùa màu đen quỷ dị chợt bay ra từ trong tay ông ta. Ngay sau đó, từng luồng sức mạnh như muốn hủy diệt đất trời chợt xuất hiện trong sân. Ầm! Mấy vạn luồng sóng xung kích khủng bố lập tức khuếch tán ra xung quanh, thoáng chốc đã lan rộng ra mấy ngàn vạn dặm. Toàn bộ vũ trụ đều là một đống lộn xộn. Trong hư không, Diệp Huyên mở tay ra, vô số kiếm ý kia lập tức bay về rồi ngưng tụ thành một thanh kiếm. Đằng xa, Phổ Biên Chủ nhìn Diệp Huyên, im lặng. Phải công nhận rằng lúc này, ông ta quả thật là vô cùng kinh ngạc. Trước đó, ông ta có thể đè bẹp vị Kháo Sơn Vương kia đánh. Còn giờ, tên đó thế mà đã có thể đánh ngang tay với mình. Tốc độ ấy sao mà y như mở bắp vậy? Vẻ mặt Phổ Biên Chủ có chút phức tạp. Diệp Huyên đằng xa lại chậm rãi nhắm mắt, có thể cảm giác được sức mạnh khủng bố trước nay chưa từng có của kiếm nhân gian. Hơn nữa, lúc này, hắn cảm giác được nó còn thân thiết với mình hơn cả kiếm Thanh Huyên, vì nó chính là ý chí của hắn. Là cùng một thể với hắn. Trước giờ đây là lần đầu tiên, hắn không hề ỷ vào kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, kiếm Thanh Huyên chợt bay ra khỏi người. Hắn nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, chợt nghĩ, nó bèn dung hợp với thanh kiếm nhân gian kia. Ầm! Ngay khi chúng dung hợp với nhau, một tiếng kiếm ngân chợt vang vọng trong đất trời. Phổ Biên Chủ thấy vậy, sắc mặt lập tức xa sầm. Mẹ nó! Lại mở bắp! Ông ta đã từng trải nghiệm sự khủng bố của kiếm Thanh Huyên, mà giờ Diệp Huyên lại dung hợp nó vào kiếm nhân gian. Vậy sức mạnh của nó phải đáng sợ đến mức nào chứ? Mở bắp! Tên này lại mở bắp! Phổ Biên Chủ thầm khinh bỉ trong lòng. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, khẽ cong môi. Hai bên dung hợp với nhau, có thể nói là cả hai đều được tăng lên một mảng lớn. Mà lúc này, hắn cũng hiểu được một đạo lý chính là mình mới là trung tâm, dù là tu tín ngưỡng chi lực cũng phải tu bản thân trước. Bản thân có mạnh thì tín ngưỡng chi lực mới có thể mạnh hơn. Diệp Huyên hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Vô Biên Chủ, đến linh độ giới một lần nữa không? Đắc ý. Không. Tự tin. Lúc này, Diệp Huyên quả thực rất tự tin. Nhưng Vô Biên Chủ lại lắc đầu, thực lực ngươi tuy được nâng cao rất nhiều, nhưng hai người chúng ta vẫn không phải đối thủ của Thái Sơ Thần Tộc như trước. Ngươi phải biết rằng, cho dù là tộc trưởng Thái Sơ Thần Tộc hay là Đại Tế Sư kia, thì khi bọn họ giao đấu với chúng ta, cũng chẳng phải ban phước cho chúng ta. Hơn nữa, từ đầu chí cuối, Thái Sơ Thần Thụ kia cũng chưa từng ra tay. Diệp Huyên im lặng. Phổ Biên Chủ cười nói, ta thấy, kiếm đạo của ngươi hiện tại mới thật sự bắt đầu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, lúc này, cảm giác của hắn so với lúc trước khác hoàn toàn. Phổ Biên Chủ nhìn Hoang Lâm bên cạnh, sau đó nói, đi gặp tiên tổ của đại hoang tộc ngươi xem. Hoang Lâm gật đầu, được. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Phổ Biên Chủ và Diệp Huyên đi theo, trên đường, Phổ Biên Chủ nói, tiên tổ đại hoang tộc, là một người rất lợi hại. Diệp Huyên nhìn Phổ Biên Chủ, ông gặp rồi. Phổ Biên Chủ khẽ gật đầu, vùng vũ trụ này sinh ra rất nhiều người tài giỏi. Đáng tiếc, lại rất ít người có thể đạt đến đỉnh cao. Diệp Huyên hỏi, đỉnh cao nào? Phổ Biên Chủ khẽ nói, đỉnh cao như kiểu muội muội ngươi. Diệp Huyên im lặng. Kiểu người như Thanh Nhi, tương lai có lẽ cũng rất khó sẽ xuất hiện lại nhỉ. Rất nhanh chóng, ba người đã đến một khu mộ, dương mắt nhìn thì có đến mấy chục vạn ngôi mộ.
Hoàng Lâm khẽ nói, đây đều là những người trong đại hoang tộc ta tử trận năm đó. Diệp Huyên im lặng. Ân oán giữa đại hoang tộc và thái sơ tộc, hắn không biết, cũng không đánh giá. Tranh chấp giữa các đại tộc, nhiều lúc không nói đúng sai, mà chỉ nói đến lợi ích. Lúc này, Hoàng Lâm nhìn vô biên chủ khẽ gật đầu. Hoàng Lâm im lặng một lúc, như đã ra quyết định gì đó, ông ta quay ngươi nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp Thiếu, linh hồn tiên tổ ta còn có thể xuất hiện một lần nữa, lát nữa sau khi ta gọi ông ấy lên, ông ấy sẽ giúp Diệp Thiếu nâng cao thực lực, sau đó. Đại hoàng tộc ta nguyện ý đi theo Diệp Thiếu, gia nhập thư viện quan huyên. Diệp Huyên nhìn vô biên chủ, có chút kinh ngạc. Vô biên chủ nói, tiên tổ kia, có thể giúp ngươi không ít. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết, đây là một cuộc giao dịch. Đương nhiên hắn không có lý do từ chối. Đại hoang tộc tuy hiện tại không có thực lực như năm đó, nhưng chắc chắn không thể xem thường. Diệp Huyên nhìn Hoàng Lâm, gật đầu, được. Hoàng Lâm hít sâu một hơi, ông ta biết, trong lần này đánh cược, nếu cược thắng, đại hoang tộc sẽ mượn sức Diệp Huyên sống dậy lần nữa. Khôi phục lại danh dự đại hoang tộc năm đó, đây là chuyện mà người đại hoang tộc đời này phải làm. Hoàng Lâm quay người, ông ta kính cẩn thi lễ, xin mời tiên tổ. Vừa dứt lời, trong nghĩa trang sâu thẳm kia, bỗng chốc có một luồng hơi thở mạnh mẽ lập tức tràn ra. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm trọng. Khí tức quá mạnh. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước mặt ba người. Người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng rộng, tóc dài, vẻ mặt ngạo mạn tự tin. Tiên tổ đại hoang. Ánh mắt người đàn ông trung niên lập tức dừng trên người Diệp Huyên, một lúc sau, ông ta nhìn Hoàng Lâm, có thể. Có thể. Hoàng Lâm lập tức thở phào trong lòng. Vô biên chủ không lừa ông ta. Nếu không, tiên tổ vừa xuất hiện, thì người đầu tiên phải giết, chỉ sợ là chính ông ta. Tiên tổ Thái Hoang nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đi theo ta. Nói rồi, ông ta đột nhiên quay người biến mất nơi tinh không sâu thẳm. Diệp Huyên lập tức đi theo. Không lâu sau, hai người đã đến một vùng hư không vô tận. Mà trước mặt hai người không xa, có một luồng sáng kỳ lạ lơ lửng. Diệp Huyên có phần khó hiểu, tiền bối, đây là... Tiên tổ đại hoang khẽ nói, đây là một kết giới vũ trụ. Phá vỡ kết giới này, thì có thể đi đến thế giới hư chân. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng ngây người. Tiên tổ đại hoang nhìn kết giới vũ trụ trước mắt, ánh mắt có chút phức tạp, năm đó, ta tâm khí cao ngạo, từng muốn phá vỡ kết giới vũ trụ này, nhưng đều không thể thành công. Mà sau đó, ta dùng cả một đời nghiên cứu kết giới này. Thế nhưng, đến khi ta chết đi cũng không thể phá vỡ được kết giới này. Diệp Huyên đi đến phía trước kết giới vũ trụ, hắn suy nghĩ trong lòng, bỗng phi kiếm nhân gian chém ra. Bù! Kết giới kia lập tức bùng nổ một luồng kiếm quang, thế nhưng, khi kiếm quang tản ra, Diệp Huyên lại phát hiện, trên bề mặt thậm chí còn chẳng có một vết kiếm nào của hắn. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên xòe tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, sau đó, kiếm Thanh Huyên lập tức bay đi, chém vào kết giới kia. Bù! Tiếng kiếm chói tai vang lên, kết giới vũ trụ kia đã xuất hiện một vết kiếm. Diệp Huyên chợt ngây người, mà sau đó... Vết kiếm kia bỗng lập tức biến mất. Thấy vậy, Diệp Huyên bỗng nhíu chặt mày. Lúc này, tiên tổ đại hoang chợt lên tiếng, kiếm này của ngươi khá đặc biệt. Diệp Huyên quay đầu cười, kết giới vũ trụ này, thật sự rất kỳ lạ. Tiên tổ đại hoang khẽ gật đầu, đây không phải là thứ mà năng lượng bình thường có thể phá được. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, đưa ngươi đến đây, là muốn nói cho ngươi biết một bí mật. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, bí mật. Tiên tổ đại hoang gật đầu, cả đời ta tuy chưa thể phá vỡ được kết giới vũ trụ này, nhưng, lại thu hoạch được một thứ bất ngờ. Nói rồi, ông ta đặt tay phải lên kết giới vũ trụ kia, sau đó, một luồng sức mạnh thần bí bỗng truyền ra từ trong kết giới vũ trụ. Vẻ mặt Diệp Huyên kinh ngạc, tiền bối, đây là... Tiên tổ đại hoang nhìn Diệp Huyên, đây là sức mạnh hư chân. Sức mạnh hư chân. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý ngươi là, đây là sức mạnh đến từ thế giới hư chân. Tiên tổ đại hoang gật đầu, đúng vậy. Nói rồi,
hắn xòe tay, luồng sức mạnh hư chân chậm chậm bay đến trước mặt Diệp Huyên. Mà khi Diệp Huyên tiếp xúc với sức mạnh hư chân kia, vẻ mặt hắn bỗng thay đổi, sức mạnh thật đáng sợ. Tiên tổ Đại Hoang gật đầu, luồng sức mạnh hư chân này đến từ thế giới hư chân, mà người ở đó sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì bọn họ từ nhỏ đã tu luyện năng lượng này. Nếu là người chúng ta bên này đến bên đó, há nào lại kém hơn bọn họ? Nói rồi, ông ta cười nhạt một tiếng, thật ra, sau khi phát hiện ra sức mạnh hư chân này, ta xem như đã hiểu rõ một chuyện, chính là, vũ trụ hiện tại của chúng ta, thật ra chính là một lồng giam khổng lồ, lồng giam này nhốt tất cả chúng ta. Diệp Huyên im lặng. Tiên tổ Đại Hoang nhìn Diệp Huyên, giữa đất trời này, chỉ có ngươi mới có thể tu luyện được sức mạnh hư chân này. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Tiên tổ Đại Hoang nói, kiểu phương pháp này của ta, là thuộc kiểu lấy trộm, mà kiểu lấy trộm này, sẽ bị một loại pháp tắc trừng phạt. Pháp tắc này chính là pháp tắc hư chân, mà pháp tắc hư chân này, ngươi biết là do ai tạo ra không? Diệp Huyên thấp giọng nói, chủ nhân Bút Đại Đạo. Tiên tổ Đại Hoang gật đầu, đúng. Vẻ mặt Diệp Huyên u ám, chủ nhân Bút Đại Đạo này rốt cuộc là cùng một phe với vũ trụ chúng ta, hay là cùng một ruột với vũ trụ kia đây? Tiên tổ Đại Hoang lắc đầu, ta không biết, nhưng, ngươi không thể tin tưởng y, bởi vì, y đến từ thế giới hư chân, chứ không phải người thế giới chúng ta, như tục ngữ nói tanh máu khác lòng, vì vậy, ta nghĩ, chắc chắn y sẽ đứng về phía thế giới hư chân kia. Diệp Huyên im lặng. Chủ nhân Bút Đại Đạo, không phải người tốt nhỉ. Tiên tổ Đại Hoang nhìn Diệp Huyên, ngươi là người y chọn, ta nghĩ, có lẽ y sẽ không trừng phạt ngươi. Vì vậy, ngươi có thể tu luyện sức mạnh hư chân này. Diệp Huyên đi đến phía trước kết giới vũ trụ kia, phải làm sao để hấp thu lấy sức mạnh hư chân này. Tiên tổ Đại Hoang nhìn Diệp Huyên, điểm tay, một luồng sáng trắng xuyên qua trán Diệp Huyên. Chớp mắt. Một vùng công pháp bỗng xuất hiện trong thức hải Diệp Huyên. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt, một lúc sau, hắn bắt đầu sử dụng công pháp kia, tiếp đó, hắn đặt tay lên trên kết giới kia, không lâu sau, từng luồng sức mạnh hư chân từ trong kết giới vũ trụ bỗng tuôn ra, sau đó nương theo tay hắn đi vào trong thân thể hắn. Thoáng chốc, hơi thở Diệp Huyên bỗng đã tăng lên rất nhiều. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng nghiêm trọng. Không thể không nói, sức mạnh hư chân này thật sự rất khủng khiếp. Đây là sức mạnh kinh khủng nhất mà hắn từng gặp. Như lời của tiên tổ Đại Hoang, hiện tại hắn xem như đã hiểu tại sao cao thủ thế giới hư chân đều mạnh đến vậy rồi. Mà ngay lúc này, có chuyện kỳ lạ xảy ra, sau đó, trên đỉnh đầu Diệp Huyên bỗng xuất hiện một vết nứt, sâu trong vết nứt, có một luồng huyết quang xuất hiện. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong huyết quang này. Vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Luồng sức mạnh này, không hề kém so với Thái Sơ thần thụ mà lúc trước hắn từng gặp. Diệp Huyên biết, đây chính là pháp tắc hư chân. Diệp Huyên nhìn luồng huyết quang kia, sau đó nói, ngươi dám đánh ta, ta sẽ gọi muội muội ta đánh chết ngươi. Tiên tổ Đại Hoang nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt sững sờ. Diệp Huyên không nói gì, hắn nhìn luồng huyết quang kia. Mà lúc này luồng huyết quang bỗng bùng nổ một luồng áp lực kinh khủng, thế nhưng, nó cũng không ra tay lập tức. Diệp Huyên nhìn luồng huyết quang kia, vẻ mặt bình tĩnh. Đối phương dám đánh hắn, hắn cũng dám gọi người. Hắn muốn dựa vào thực lực bản thân đánh lên thế giới hư chân, nhưng tiền đề là, các ngươi không thể ra đòn tấn công, nếu không, ông đâu cũng không chơi bình thường với các ngươi nữa. Phải chơi ỷ lại, ai sợ ai. Ông đây có là có người. Nhưng ngay lúc này, hơi thở luồng huyết quang kia bỗng từ từ trở nên yếu hơn, sau đó, nó chậm chậm lui vào vết nứt thời không kia, sau đó chậm rãi biến mất. Vết nứt thời không khôi phục lại bình thường. Diệp Huyên rời mắt, tiếp tục hấp thu sức mạnh hư chân. Ở bên cạnh, tiên tổ Đại Hoang do dự chốc lát rồi nói, hình như nó rất sợ ngươi. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta là người tốt. Tiên tổ Đại Hoang lắc đầu cười. Diệp công tử, người đúng là không hề đơn giản, năm đó khi ta đối mặt với pháp tắc hư chân này. Nói đến đây, ông ta lại lắc đầu, đúng là một lời khó nói. Diệp Huyên thấp giọng nói, tiền bối, năm đó sở dĩ người thua tiên tổ Thái Sơ thần tộc, là bởi vì pháp tắc hư chân sao? Tiên tổ Đại Hoang cười nói, có một phần nguyên do là vậy, nhưng,
ta buộc phải thừa nhận, tiên tổ Thái Sơ kia quả thực rất mạnh, rất mạnh. Hai người rất mạnh. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, có thể nói về vị tiên tổ Thái Sơ này không? Tiên tổ Đại Hoàng im lặng một lúc rồi nói, tương lai, có thể ngươi sẽ gặp được hắn. Diệp Huyên nheo mắt, không phải nói đã chết rồi sao? Tiên tổ Đại Hoàng lắc đầu, không có, có lẽ ông ta đang chiến đấu ở đường hư chân rồi. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, đường hư chân. Tiên tổ Đại Hoàng cười nói, một con đường thông đến thế giới hư chân. Diệp Huyên thấp giọng nói, theo ta biết, hắn không phải bị đánh bại rồi sao? Tiên tổ Đại Hoàng hỏi lại, bị đánh bại thì không thể đánh tiếp được sao? Diệp Huyên im lặng. Tiên tổ Đại Hoàng cười nói, bị nhốt là Thái Sơ thần tộc, hắn không bị giam cầm. Mà hiện tại Thái Sơ thần tộc tuy đang trấn thủ hai thế giới, nhưng người nghĩ bọn họ sẽ cam lòng bị giam cầm cả đời này sao? Diệp Huyên cười nói, có lẽ sẽ không cam tâm. Tiên tổ Đại Hoàng gật đầu, bọn họ chắc chắn sẽ không cam tâm, dù sao, tộc bọn họ cũng xem như là đỉnh cao của vùng vũ trụ này, bọn họ sao có thể cam tâm bị nhốt ở đây chứ? Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, không nói đến bọn họ nữa. Nói xong, thân thể ông ta trở nên hư vô từng chút một. Diệp Huyên nói, tiền bối sẽ đi vào quy khư sao? Tiên tổ Đại Hoàng lắc đầu, không, ta là bị xóa bỏ. Diệp Huyên im lặng. Không tiên vào quy khư, vậy ông ta sẽ không thể sống lại được nữa. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tiền bối, đi đường bình an. Tiên tổ Đại Hoàng khẽ cười, sau đó nhìn kết giới vũ trụ kia, ánh mắt ông ta có chút phức tạp, cũng có chút không cam tâm, ngay sau đó, ông ta đã biến mất hoàn toàn. Biến mất rồi. Diệp Huyên nhìn kết giới vũ trụ trước mặt, hắn nhìn thấy được sự không cam tâm trong mắt tiên tổ Đại Hoàng. Cách thế giới hư chân, chỉ còn thiếu một kết giới này, mà kết giới này đã nhốt ông ta cả một đời. Lúc này, Vô Biên Chủ và Hoàng Lâm xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Hoàng Lâm nhìn trước mặt Diệp Huyên trống rỗng, cả người bỗng chốc ngơ ngác. Diệp Huyên nhìn Hoàng Lâm, Đại Hoàng tộc hiện tại còn bao nhiêu người? Hoàng Lâm khẽ nói, không đến 10 vạn. Diệp Huyên nói, đưa bọn họ đến thư viện Quan Huyên đi. Hoàng Lâm nhìn Diệp Huyên khẽ nói, ở đó, các ngươi có thể phát triển được tốt hơn. Hoàng Lâm gật đầu, được. Diệp Huyên bỗng xòe tay. Một luồng sáng trắng xuyên qua giữa trán Hoàng Lâm. Chính là quyền tâm pháp mà tiên tổ Đại Hoàng đã cho hắn. Hoàng Lâm sững sờ, Diệp Thiếu, đây là... Diệp Huyên nói, một quyền tâm pháp do tiên tổ các ngươi cho ta từ khi đến đây hấp thụ sức mạnh hư chân của thế giới hư chân. Trước đó bọn họ không đưa cho các ngươi là bởi vì hấp thụ sức mạnh hư chân này sẽ bị pháp tắc hư chân trừng phạt. Mà hiện tại, các ngươi có thể cùng ta tu hành sức mạnh hư chân này rồi. Hoàng Lâm vội thi lễ, đa tạ Diệp Thiếu. Ông ta biết, Diệp Huyên vốn có thể một mình giữ lấy, nhưng Diệp Huyên không làm như vậy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn kết giới vũ trụ trước mặt, khẽ nói, Vô Biên, có hứng thú tu hành sức mạnh hư chân này không? Vô Biên nhìn Diệp Huyên, hấp thụ sức mạnh đến từ thế giới hư chân. Diệp Huyên gật đầu, nói rồi, hắn đặt tay phải lên kết giới kia, sau đó... Một luồng sức mạnh hư chân bị hắn kéo ra, hắn nhìn Vô Biên, sức mạnh hư chân chậm chậm bay đến trước mặt Vô Biên. Vô Biên chủ liếc nhìn, chỉ im lặng. Diệp Huyên nói, loại sức mạnh này, vượt qua bất kỳ sức mạnh nào của vũ trụ hiện tại của chúng ta. Ngay lúc này, người đàn ông hư chân trong tháp nhỏ của Diệp Huyên bỗng xuất hiện ở sân, người đàn ông hư chân nhìn luồng sức mạnh hư chân trước mặt Vô Biên, vẻ mặt nghiêm trọng, sức mạnh hư chân. Diệp Huyên nhìn người đàn ông hư chân, cười nói tiền bối xưng hô thế nào. Người đàn ông hư chân nhìn Diệp Huyên, Lâm Hoảng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tiền bối Lâm Hoảng, người ở thế giới hư chân đều tu hành loại sức mạnh này sao? Lâm Hoảng lại lắc đầu, không phải. Diệp Huyên và Vô Biên chủ đều ngây người. Lâm Hoảng trầm giọng nói, chúng ta tu hành là khí hư chân, chứ không phải sức mạnh hư chân. Sức mạnh hư chân là một loại sức mạnh đặc biệt trên cả khí hư chân, chỉ có một vài thế lực đặc biệt mới có thể tu luyện. Mà chúng ta, thì không có tư cách đó. Diệp Huyên cười nói, vậy cùng tu hành sức mạnh hư chân này đi. Nói xong, hắn đưa tâm pháp cho hai người. Lâm Hoảng do dự sau đó nói,
như vậy e rằng sẽ khiến pháp tắc hư chân trừng phạt. Vô Biên cười nói, không sao, hắn gánh được. Lâm Hoảng nhìn Diệp Huyên, kinh ngạc. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta gánh được. Vẻ mặt Lâm Hoảng trở nên kỳ lạ, Diệp công tử, thực lực pháp tắc hư chân kia, chắc chắn không kém hơn Thái Sơ thần thụ kia, chuyện này. Diệp Huyên cười nói, không sao. Nói rồi, hắn đặt tay phải lên kết giới kia, rất nhanh sau đó, có không ít sức mạnh hư chân được hắn kéo ra nhưng lại không khiến pháp tắc hư chân xuất hiện. Thấy vậy, vẻ mặt Lâm Hoảng càng trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên cười nói, tu luyện đi. Nói rồi, hắn lập tức bắt đầu từ từ hấp thụ sức mạnh hư chân. Hiện tại, kiếm ý nhân gian của hắn đã đạt đến một cực hạn, muốn nâng cao thêm nữa, thì chỉ có thể đợi, đợi tín ngưỡng chi lực của vạn vật chúng sinh. Mà chuyện này thì cần thời gian. Thời gian tiếp theo, ngoài việc mỗi ngày hấp thụ sức mạnh hư chân thì Diệp Huyên cũng chỉ xử lý chuyện của Thư viện Quan Huyên. Tuy có nội các, nhưng nhiều chuyện lớn vẫn cần hắn quyết định mới được. Mà ngoài chuyện để đại hoang tộc tu hành sức mạnh hư chân, thì Diệp Huyên cũng bắt đầu cho Quan Huyên vệ tu hành sức mạnh hư chân. Ngoài ra, đội quân mà An Lan Tú lập ra cũng được hắn gọi là đạo binh. Đạo binh của Thư viện Quan Huyên, dưới sự dẫn dắt của An Lan Tú, cũng đang bắt đầu tu hành sức mạnh hư chân. Đạo binh về Quan Huyên vệ là nhóm trọng điểm hắn muốn bồi dưỡng. Đây là nền tảng tương lai của Thư viện Quan Huyên. Hôm nay, trong điện Quan Huyên, Diệp Huyên ngồi dưới đất, trước mặt hắn không xa, là Mạc Vân Khởi, Kỳ An Chi, Khương Cửu, Bạch Trạch. Mấy người đó đang nướng thịt. Cười cười nói nói. Lúc này, Khương Cửu bỗng nói, theo ta biết, Tiểu An thành lập một đội quân, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, hiện tại nàng ấy đang dẫn dắt đạo binh của thư viện chúng ta. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, ta cũng có thể thành lập một đội quân chứ? Diệp Huyên nhìn Khương Cửu, có chút kinh ngạc. Khương Cửu cười nói, so với việc xử lý công vụ thì ta thích dẫn binh hơn. Diệp Huyên cười nói, người muốn thành lập một đội quân như thế nào? Khương Cửu ngẫm nghĩ, sau đó nói, đều được cả, chỉ cần có thể dẫn binh là được. Diệp Huyên bỗng nói, vậy thì thành lập Ngự Lâm Quân đi. Khương Cửu chớp mắt, Ngự Lâm Quân. Diệp Huyên gật đầu, trong thư viện còn thiếu một đội quân bảo vệ an toàn cho thư viện, người cứ lập một nhóm Ngự Lâm Quân đi. Quan Huyên vệ và đạo binh đều ẩn nấp trong tối, hơn nữa, nhiệm vụ tương lai của hai nhóm quân này đều là tuần tra bảo vệ chư thiên vạn giới, không thể cứ ở mãi trong thư viện được, mà thư viện cũng cần có một đội quân. Khương Cửu bỗng lên tiếng, được. Diệp Huyên gật đầu, người có thể chọn người từ các thư viện. Khương Cửu nhếch miệng cười, được. Diệp Huyên nhìn Mạc Vân Khởi, người thì sao? Muốn tiếp tục xử lý công vụ, hay là? Mạc Vân Khởi cười nói, xử lý công vụ đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Lúc này, Kỳ An Chi bỗng nói, ta có thể không làm gì được không? Nghe vậy, vẻ mặt mọi người đều cứng đờ. Diệp Huyên nhìn Kỳ An Chi, cười nói, mệt sao? Kỳ An Chi gật đầu, rất mệt, không muốn làm nữa. Diệp Huyên lắc đầu cười, vậy ngươi muốn làm gì? Kỳ An Chi gặm đùi gà, sau đó nói, ăn. Diệp Huyên im lặng. Mọi người đều im lặng. Cũng mà là người tu hành, nếu không, Kỳ An Chi ăn như vậy, thân thể này sợ là cũng không giữ được rồi. Diệp Huyên cười nói, ngoài việc ăn thì sao? Kỳ An Chi nói, tu luyện. Diệp Huyên im lặng một lúc, khẽ gật đầu, được. Kỳ An Chi gật đầu, người có tâm pháp nào tu luyện tốt không? Diệp Huyên cười nói, có. Nói rồi, hắn lấy quyển tâm pháp mà tiên tổ đại hoang cho hắn đưa cho mọi người trong sân. Khương Cửu bỗng lên tiếng, người sẽ rời khỏi thư viện sao? Nghe vậy, mấy người Kỳ An Chi đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng một lúc sau đó nói, có thể sẽ đi. Khương Cửu thấp giọng nói, đi đến thế giới hư chân trong truyền thuyết gì đó sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, cũng muốn đi xem. Khương Cửu lại nói, đi xem, đi rồi sẽ về chứ? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Khương Cửu im lặng một lúc rồi nói, chúng ta quay về Thanh Châu xem. Về Thanh Châu. Mấy người Mạc Vân Khởi gật đầu liên tục. Đã lâu lắm rồi chưa quay về.
Diệp Huyên cười nói, đi. Nói rồi, hắn lập tức đưa mọi người biến mất. Không lâu sau, mọi người đã đến Thanh Châu. Khương Quốc. Khương Quốc hiện tại, cũng là một nước siêu cấp lớn tại địa giới Thanh Châu. Mọi người đến Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên nhìn biển hiệu Thư viện Quan Huyên trước mặt, trong lòng đầy cảm xúc. Trước kia, nơi này từng là Thư viện Thương Lan. Lúc đó, hắn và muội muội Diệp Liên ở nơi này trải qua những tháng ngày tươi đẹp. Mà bây giờ, rất nhiều người năm đó đã không còn. Kể cả Diệp Phủ, rất nhiều người trước kia cũng đã không còn. Mà lúc này, Thanh Châu phát triển có thể nói là rất kinh khủng, văn minh võ đạo nơi này, không kém hơn với cả vũ trụ lớn bao nhiêu cả. Dù sao, nơi này cũng là quê nhà của viện trưởng hắn đây, được Tổng viện Thư viện Quan Huyên quan tâm đặc biệt. Mạc Vân Khởi nhìn thư viện trước mặt, cười nói, vẫn cảm thấy nơi này thân thiết hơn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, quả thực. Mạc Vân Khởi nhìn Diệp Huyên, về Diệp tộc xem thử không. Theo ta biết, nhà đầu Diệp Vũ của Diệp tộc kia bây giờ phát triển không tệ. Diệp tộc. Diệp Huyên lắc đầu, thôi vậy. Mạc Vân Khởi gật đầu, đến thư viện xem. Diệp Huyên gật đầu, được. Mọi người đến thư viện Quan Huyên, nhưng, đều không làm phiền đến người của thư viện. Mọi người đến đại điện trước kia thường tụ tập ăn uống, mọi thứ của Thư viện Thương Lan, đều được giữ ở đây. Nhìn đại điện trước mắt, vẻ mặt nhóm Diệp Huyên đều tươi cười. Từng hình ảnh trước kia đều hiện lên trong đầu. Mạc Vân Khởi bỗng lên tiếng, thật ra, hiện tại ta không muốn ra ngoài sông pha cho lắm. Diệp Huyên nhìn Mạc Vân Khởi cười nói, ta chỉ muốn ở Thanh Châu, bảo vệ nơi này thật tốt, ở đây dạy học dưỡng người. Diệp Huyên cười nói, ta còn đợi ngươi vào các nữa kìa. Mạc Vân Khởi lắc đầu cười. Buổi tối, mọi người tập trung ăn uống xong xuôi rồi tự mình về phòng. Diệp Huyên đến bên ngoài đại điện, một cô gái đang ngồi trên bậc thềm đá, chính là Kỳ An Chi, trong tay nàng ấy còn cầm một cái đùi gà. Diệp Huyên ngồi xuống bên cạnh Kỳ An Chi, hắn nhẹ nhàng ôm Kỳ An Chi vào lòng, khẽ nói, An Chi. Lúc này, Kỳ An Chi bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, hay là, chúng ta sinh một đứa con đi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Sinh đứa con đi. Diệp Huyên có hơi kinh ngạc. Kỳ An Chi khẽ nói, yêu ngươi, khổ thật. Nghe vậy, Diệp Huyên chỉ im lặng. Lúc này, hắn rất tự trách. Hắn ôm chặt Kỳ An Chi, khẽ nói, ta biết. Mấy năm nay, hắn rất hiếm khi ở bên cạnh người thân. Kỳ An Chi tựa đầu vào vai Diệp Huyên, khẽ nói, nếu có thể ở lại nơi này mãi thì tốt biết mấy. Diệp Huyên khẽ cười, ta cũng muốn. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, sau đó khẽ nói, lòng người, dục vọng. Thời khắc này, hắn mới hiểu một chuyện. Nhiều lúc, tu hành chính là đang tiêu diệt nhân tính và dục vọng. Năm đó sau khi sinh mệnh vô hạn, hắn sẽ xem nhẹ tất cả mọi thứ. Nhất là khi nhìn thấy từng người bên cạnh mình rời đi, cảm giác đó. Mà lúc này, cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận đôi chút cảm giác cô độc của Thanh Nhi rồi. Hắn cũng hiểu tại sao Thanh Nhi lại thờ ơ với chúng sinh như vậy rồi. Nhưng hắn không muốn trở thành người như vậy. Diệp Huyên ôm chặt Kỳ An Chi, lúc này, hắn bỗng có chút hoảng loạn, có chút sợ hãi. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn theo đuổi kiếm đạo, theo đuổi cực hạn, mà quên mất người bên cạnh. Nhất là những cô gái này. Bản thân đúng là một tên đàn ông khốn nạn. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, hắn ôm chặt người trong lòng. Trân trọng lúc này. Sống vào lúc này. Cứ như vậy, hai người ôm lấy nhau đến lúc trời sáng. Hai người nói rất nhiều chuyện. Mà thời gian tiếp theo, Diệp Huyên cũng không quay về thư viện Quan Huyên, mà ở lại trong thư viện nhỏ, mỗi ngày ngoài đọc sách thì cũng chỉ làm cơm cho Kỳ An Chi. Vẻ tươi cười trên gương mặt Kỳ An Chi còn nhiều hơn so với lúc trước cộng lại. Chớp mắt đã mấy tháng trôi qua. Diệp Huyên không bận tâm đến thư viện Quan Huyên, cũng không quản chuyện Thái Sơ thần tộc, lại càng không màng đến chuyện thế giới hư chân, cũng không tu luyện, mỗi ngày chỉ làm cơm, đọc sách, sau đó đi dạo cùng Kỳ An Chi. Ngày qua ngày rất nhàn tản. Thế nhưng, cảnh đẹp không kéo dài. Hôm nay,
Diệp Huyên đang làm cơm cho Kỳ An Chi, trước mặt hắn không xa, Ám Quân đột nhiên xuất hiện. Ám Quân cẩn trọng thi lễ, viện trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn. Diệp Huyên nhìn Ám Quân thấp giọng nói, có cao thủ thần bí từ trên không thế giới linh độ đến. Diệp Huyên nheo hai mắt, Thái Sơ thần tộc. Ám Quân lắc đầu, không phải. Không phải. Diệp Huyên thấp giọng nói, đó là ai? Vẻ mặt Ám Quân cực kỳ nghiêm trọng, có thể là cao thủ đến từ thế giới hư chân. Tổng cộng có hai người, mà lúc này, bọn họ đang ở thư viện Quan Huyên, muốn chúng ta cung cấp linh mạch liên tục cho bọn họ. Ánh mắt Diệp Huyên trở nên lạnh lẽo. Lúc này, Kỳ An Chi đi đến, nàng ấy kéo tay Diệp Huyên, khẽ nói, đi đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn ôm eo Kỳ An Chi, sau đó cúi người hôn nhẹ lên mặt đối phương, lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ sinh đứa nhỏ. Kỳ An Chi cũng không ngại ngùng mà chỉ khẽ cười, được. Diệp Huyên cười ha ha, lập tức dẫn theo Ám Quân biến mất. Sau khi Diệp Huyên và Ám Quân rời đi, Kỳ An Chi nhìn đùi gà đã được nướng xong trước mặt, có chút thất vọng. Diệp Huyên và Ám Quân vừa quay về thư viện Quan Huyên, hắn đã cảm nhận được hai luồng sức mạnh cực kỳ hùng mạnh. Thế giới hư chân. Diệp Huyên nhíu chặt mày, dạo này sao cứ có cao thủ thế giới hư chân đến đây vậy? Diệp Huyên đến thư viện Quan Huyên, vừa vào điện, hắn đã nhìn thấy hai người, một nam một nữ, nam trông vẻ ngoài chỉ chừng 30 tuổi, mặc áo bào đen, vẻ mặt cười mỉa. Nữ mặc váy dài màu trắng, xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn thấy Diệp Huyên, người đàn ông cười nói, ngươi là kiếm chủ nhân gian gì đó của vùng vũ trụ này sao? Diệp Huyên nhìn người đàn ông, các người đến từ thế giới hư chân. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta đang hỏi ngươi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đổi chỗ nói chuyện. Nói xong, thân hình hắc khẽ chuyển động, lập tức biến mất. Người đàn ông ngây người sau đó cười nhạo nói, A Tô, ngươi xem người của thế giới văn minh cấp thấp này thật kiêu ngạo. Nói rồi, hắn ta lập tức biến mất. Cô gái khẽ nhíu mày, không nghĩ nhiều, nàng ta cũng biến mất theo. Ngay sau đó, bọn họ đã đến một vùng tinh không tĩnh mịch. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, cười nói, người muốn đấu hơn hay đấu nhóm? Người đàn ông cười lớn ngả nghiêng cả người. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh. Một lúc sau, người đàn ông cười nói, vậy cứ đấu đơn trước đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Sau đó, hắn bỗng biến mất. Bù! Chớp mắt, vô số kiếm ý nhân gian bỗng từ thời không bay ra, thoáng chốc, kiếm nhân gian đã có hơn trăm vạn thanh. Thấy vậy, vẻ mặt tươi cười của người đàn ông kia lập tức cứng đờ, lúc này, hắn ta biết mình đã khinh địch rồi. Mà lúc này không kịp nghĩ gì nhiều, hắn ta bỗng lao về trước, vung mạnh hai trường, chớp mắt, từng cột sáng lửa bỗng bùng cháy từ hai tay hắn ta. Ầm ầm! Trong nháy mắt, thời không xung quanh bỗng chốc bị lửa thiêu cháy thành hư vô. Thế nhưng sau đó, vẻ mặt người đàn ông lại thay đổi. Bởi hắn ta phát hiện, sức mạnh của hắn ta lại không thể phá hủy được những kiếm này. Lúc này, vô vàn kiếm nhân gian trực tiếp bao phủ người đàn ông. Ầm ầm. Trong vô vàn kiếm nhân gian kia, người đàn ông điên cuồng vung hai tay, chống lại những thanh kiếm nhân gian kia, nhưng đều phí công. Bởi vì những thanh kiếm nhân gian kia căn bản không thể bị phá hủy. Lúc ấy, Diệp Huyên bỗng xuất hiện trước mặt người đàn ông, sau đó chém mạnh một kiếm xuống. Hắn cầm trong tay là kiếm Thanh Huyên. Kiếm vừa rơi xuống, sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi, hắn ta chắn hai tay phòng thủ. Rầm. Một kiếm này rơi xuống, hai tay người đàn ông lập tức vỡ nát, người đàn ông trực tiếp bị luồng sức mạnh này đánh bay đến mấy vạn trượng. Mà khi hắn dừng lại, kiếm của Diệp Huyên đột nhiên chém đến trước mặt hắn ta. Ánh mắt người đàn ông thay đổi, mà ngay thời khắc mấu chốt, A Tô kia bỗng xuất hiện trước mặt người đàn ông, nàng ta vung tay phải, một luồng sáng trắng bỗng ngăn cản Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn cô gái nhìn hắn chằm chằm, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên bỗng nói, Phổ Biên, Lâm Hoảng, đánh đi. Vừa dứt lời, Phổ Biên và Lâm Hoảng đã xuất hiện trong sân. Phổ Biên lắc đầu, các ngươi không phải đã nói là đấu đơn sao? Diệp Huyên nhún vai, bọn họ không màng võ đức. Phổ Biên lắc đầu, lập tức lao về phía cô gái.
vừa lao lên, luồng sức mạnh kinh người lập tức bùng nổ trong sân. Thấy vậy, vẻ mặt cô gái lập tức thay đổi. Rầm rầm. Tiếng nổ vang vọng khắp ơi, cô gái kia lập tức bị đánh bay đến mấy vạn trượng. Lúc này, Diệp Huyên trực tiếp lao đến trước mặt người đàn ông, vẻ mặt người đàn ông kia chợt thay đổi, hắn ta giống lên một tiếng, một ngọn lửa kinh khủng bùng nổ từ trong thân thể hắn ta. Lúc này, Diệp Huyên chém xuống một kiếm, một kiếm vừa chém xuống, người đàn ông bỗng chốc đã bị đánh bay ra mấy vạn trượng. Khi hắn ta dừng lại, một thanh kiếm chợt chĩa ngay giữa trán hắn ta. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta là thế giới hư chân. Diệp Huyên vung một kiếm. Bù. Đầu người đàn ông lập tức bay đi, máu tương tuôn ra như suối, máu tanh khắp nơi. Sau khi dùng một kiếm giết chết người đàn ông, hắn lấy nhẫn chứa đồ của người đàn ông, sau đó quay người nhìn cô gái váy trắng phía xa, hắn lập tức biến mất, mà ở phía xa, cô gái váy trắng kia vội nói, đợi đã, đợi đã. Vừa dứt lời, kiếm của Diệp Huyên đã chĩa ngay giữa trán nàng ta. Diệp Huyên nhìn cô gái, tại sao các ngươi có thể từ thế giới hư chân xuống đây? Cô gái nhìn Diệp Huyên, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng ta không ngờ bên dưới lại có nhiều người lợi hại như vậy, lúc trước khi ở linh độ giới, hai người bọn họ đã bị Thái Sơ thần tộc đánh một lần, mà bọn họ không ngờ, xuống tiếp nữa lại có thể gặp được cao thủ mạnh như vậy. Không phải nói bên dưới đều rất yếu sao? Diệp Huyên nhíu mày, trả lời câu hỏi của ta. Nói rồi, hắn cầm kiếm khẽ đi về phía trước. Bù! Kiếm xuyên vào nửa tấc, máu tươi lập tức tuôn ra. Cô gái vội nói, thế giới hư chân đã xuất hiện vấn đề, trước đó cô gái kia dùng một kiếm đả thương kết giới hai giới ở thế giới hư chân, sau đó xuất hiện khe nứt thời không, vì vậy, chúng ta đi theo khe nứt thời không thoát xuống đây. Diệp Huyên nhíu mày, cô gái kia. Cô gái vội gật đầu. Ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, chính là cô gái mặc váy trắng. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên và vô biên chủ bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên im lặng. Thanh Nhi ở thế giới hư chân nổi giận rồi. Vô biên chủ bỗng hỏi, các ngươi xuống làm gì? Cô gái do dự rồi nói, bên trên quá nguy hiểm. Cô gái kia, không nói đạo lý, cứ giết liên tục, chúng ta đi xuống lánh nạn. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Vô biên chủ trầm giọng nói, người nói là nàng ta ở bên trên giết loạn sao? Cô gái gật đầu. Vô biên chủ hỏi, tại sao nàng ta lại giết loạn? Cô gái thấp giọng nói, có người từng hỏi nàng ta, người biết nàng ta trả lời thế nào không? Vô biên chủ nhìn cô gái, trả lời thế nào? Cô gái thấp giọng nói, nàng ta nói, thích thì giết, giết người cần lý do sao? Vô biên chủ im lặng. Diệp Huyên cũng im lặng. Đây đúng là tác phong của Thanh Nhi. Cô gái bỗng nói, các ngươi biết nàng ta. Vô biên chủ bình tĩnh nói, người nghĩ sao? Cô gái nhìn hai người, sau đó nói, thật sự biết sao? Diệp Huyên bỗng nói, các ngươi đi qua Thái Sơ thần tộc rồi. Cô gái gật đầu, qua rồi. Diệp Huyên có phần không hiểu, tại sao các ngươi không đi cướp Thái Sơ thần tộc? Bọn họ hẳn là giàu có mới đúng. Cô gái nhìn Diệp Huyên, đánh không lại. Diệp Huyên cạn lời. Mẹ nó! Ngươi là cố ý chọn quả hồng mềm à? Diệp Huyên lại hỏi, còn có ai xuống nữa? Cô gái thấp giọng nói, không biết. Diệp Huyên và vô biên chủ nhìn nhau, sau cùng, vô biên chủ trầm giọng nói, ta nghĩ, chuyện này rất phiền phức. Nếu thế giới hư chân có mấy kiểu như cao thủ thật sự xuống thì đến lúc đó, ngươi sẽ rất đau đầu. Diệp Huyên thấp giọng nói, ta tò mò là, Thái Sơ thần tộc không giết hai người bọn họ, mà lại thả hai bọn họ xuống. Nghe vậy, vô biên chủ nhíu mày, ý ngươi là, Thái Sơ thần tộc muốn lợi dụng bọn họ để đối phó với chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, có khả năng này. Vô biên chủ im lặng một lúc rồi nói, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta đang nghĩ có thể để muội muội ta xử Thái Sơ thần thụ kia cho ta không? Ta nghĩ cái cây kia cũng không tệ, có thể chúc phúc không ngừng, giống như đang hát khêm vậy. Vô biên chủ. Vô biên nghe thấy những lời Diệp Huyên nói, lập tức lắc đầu, tại sao ngươi cứ nghĩ đến thần thụ của người ta? Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nghiêm mặt nói, vô biên, đi một chuyến đến linh độ giới.
Vô Biên cười nói, đang có ý này. Nói xong, ông ta nhìn về phía cô gái trước mặt, cô gái này thì thế nào? Diệp Huyên nhìn về phía cô gái trước mặt, sắc mặt cô gái lập tức thay đổi, ta nhất định sẽ khiêm tốn làm người. Diệp Huyên nói, có hứng thú gia nhập thư viện không? Cô gái ngây người. Diệp Huyên nhìn cô gái, không nói lời nào. Cô gái vội vàng nói, có. Nàng ta biết, nếu không gật đầu, nàng ta sợ là sẽ phải bỏ mạng ở đây mất. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ngươi tên gì? Cô gái trầm giọng nói, ta tên A Tô. Diệp Huyên nói, ngươi hãy trấn thủ ở đây, nếu là cường giả khác của thế giới hư chân xuống, ngươi đánh hắn cho ta. A Tô hơi lưỡng lự, sau đó nói, nếu không đánh lại được thì phải làm sao? Diệp Huyên nói, gọi người. A Tô nhìn thoáng qua Diệp Huyên, gật đầu, được. Diệp Huyên nhìn về phía Vô Biên, đi thôi. Nói xong, hắn và Vô Biên lập tức biến mất. Chỉ chốc lát, hai người lần nữa đến linh độ giới. Vừa đến linh độ giới, Diệp Huyên đã nhìn thấy Thái Sơ thần thụ. Diệp Huyên có chút tò mò, Vô Biên, ông có biết lai lịch của Thái Sơ thần thụ này không? Vô Biên lắc đầu. Diệp Huyên thầm hỏi trong lòng, Tiểu Bút, huynh biết không? Tiểu Bút nói, không biết, ta chỉ biết, cái thứ này ngay từ đầu đã ở đây. Về phần lai lịch cụ thể của nó, có lẽ chỉ có chủ nhân mới biết được. Diệp Huyên nhìn về phía Thái Sơ thần thụ, theo ta đoán, nó có lẽ đến từ thế giới hư chân. Vô Biên chủ nhìn về phía Diệp Huyên, nói như thế nào? Diệp Huyên nói, thế giới vũ trụ này không thể nào có thứ nghịch thiên như vậy. Vô Biên chủ suy nghĩ, sau đó gật đầu, có lý. Mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn từ phía gần Thái Sơ thần thụ. Diệp Huyên nhíu mày, lại có người xuống rồi. Vô Biên chủ nhìn về phía Thái Sơ thần thụ, lúc này, một người khổng lồ cao đến vạn trượng đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất từ bên rìa Thái Sơ thần thụ, ngay sau đó, gã đánh mạnh một quyền về phía Thái Sơ thần thụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyên và Vô Biên chủ nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên. Mãnh nhân! Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên nhằm phía người khổng lồ kia. Ầm ầm! Cùng với tiếng nổ lớn vang lên, người khổng lồ lập tức bị bay ra ngoài, cái bay này ước chừng xa đến hàng vạn trượng. Lúc này, tộc trưởng Thái Sơ tộc xuất hiện ở bên cạnh Thái Sơn thần thụ. Diệp Huyên nhìn tộc trưởng Thái Sơ tộc, không thể không nói, người này cũng thật sự mạnh. Lúc này, người khổng lồ đột nhiên khôi phục trạng thái bình thường. Là một người đàn ông trung niên, gã xoay người bỏ chạy. Tộc trưởng Thái Sơ tộc đột nhiên nói, chạy xuống vũ trụ phía dưới. Vũ trụ phía dưới dễ ức hiếp. Nói xong, hắn ta còn chỉ về phía Diệp Huyên và Vô Biên chủ. Khi nhìn thấy Diệp Huyên và Vô Biên chủ, hắn ta nhất thời sững sờ. Diệp Huyên nghe thấy lời tộc trưởng Thái Sơ tộc nói, sắc mặt lập tức tối sầm xuống. Mẹ nó! Tên này đúng là đang mượn đao giết người. Mà người đàn ông trung niên kia sau khi nghe tộc trưởng Thái Sơ tộc nói, lưỡng lự một hồi, sau đó chạy thẳng về phía Diệp Huyên và Vô Biên chủ. Khi nhìn thấy Diệp Huyên và Vô Biên chủ, gã gầm lên giận dữ, cút. Diệp Huyên nói, đánh gã một trận. Vô Biên chủ gật đầu, được. Vừa dứt lời, hai người liền xông lên. Ong, một tiếng kiếm đột nhiên vang vọng phía chân trời. Ầm vang. Theo tiếng kiếm vang lên, người đàn ông trung niên bị đánh lùi xa hàng vạn trượng, mà khi gã dừng lại, trên người gã xuất hiện mười mấy vết kiếm. Người đàn ông trung niên có chút ngơ ngác, gã nhìn Vô Biên chủ và Diệp Huyên với vẻ khó có thể tin được, mấy người ở dưới đều đánh giỏi như các ngươi sao. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ngươi thấy sao? Người đàn ông trung niên nhìn Vô Biên chủ và Diệp Huyên, sắc mặt vô cùng khó coi. Không phải nói vũ trụ bên dưới đều rất yếu sao? Diệp Huyên đột nhiên nói, ngươi cũng là trốn xuống dưới. Người đàn ông trung niên kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Diệp Huyên trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc là đã làm cái gì, lại chọc cho cô gái váy trắng xinh đẹp lương thiện đại khai sát giới ở thế giới hư chân. Vô Biên chủ biểu cảm cứng đờ, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt khó có thể tin được. Trời ạ! Người đàn ông trung niên bỗng nhiên sụp đổ, ngươi nói là lời của con người sao? Hả,
Đấy mà lời con người nói sao? Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên trở nên kích động, người có biết vì sao nàng đại khai sát giới ở thế giới hư chân không? Chỉ bởi vì nàng nói không bao lâu nữa anh trai của nàng sẽ lên thế giới hư chân, sau đó bảo người của thế giới hư chân chú ý một chút, sau đó, không ai quan tâm lời nàng nói, vì thế, nàng mà bắt đầu giết. Diệp Huyên trầm lặng. Vô biên chủ nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Thiếu, còn phấn đấu gì nữa? Một câu muội muội đến, chúng ta cùng tiến lên hư chân. Diệp Huyên. Mẹ kiếp. Một bên, người đàn ông trung niên khó có thể tin được nhìn Diệp Huyên, ngươi. Ngươi chính là anh trai của nàng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, Người đàn ông trung niên vẻ mặt cứng đờ, ngay sau đó, gã thốt ra, vậy ngươi vì sao lại yếu như thế? Diệp Huyên nhăn mày lại, người đàn ông trung niên vội vàng nói, ý của ta là, so với nàng, thực lực của ngươi. Ngươi hiểu đấy. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, nàng bảo các ngươi chiếu cố anh trai của nàng, vì sao các ngươi lại không nghe chứ? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, chúng ta không biết nàng mạnh như vậy. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, người tiếp theo có tính toán gì không? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, muốn ở lại đây một đoạn thời gian. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vũ trụ phía dưới thuộc ta quản. Người đàn ông trung niên nheo mắt, gã do dự một lát, sau đó nói, ta chỉ là muốn ở tạm một chút, không có ý gì khác. Diệp Huyên nói, muội muội và ta có quan hệ rất tốt. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, người nói điều này với ta làm gì? Vô biên chủ lạnh nhạt nói, ý của hắn chính là bảo ngươi đi theo hắn. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, trầm lặng. Diệp Huyên vội vàng cười nói, không ép buộc, hoàn toàn không ép buộc, ngươi tự mình xem xét. Vô biên chủ tiếp tục nói, mặc dù muội muội hắn thích giết người lung tung, nhưng là, bình thường không giết người của hắn. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên và vô biên chủ, tiếp tục trầm lặng. Mẹ nó! Các ngươi ở đây người tung kẻ hứng à? Nương nhờ! Gã đương nhiên muốn nương nhờ người khác, vậy tương đương bị người khác quản chế, gã thích tự do tự tại. Hơn nữa, người trước mắt tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, nhưng không phải đặc biệt mạnh. Diệp Huyên lại hỏi, người của thế giới hư chân, đều rất yếu sao? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên, lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, không ý gì khác, ý của ta chính là, chẳng lẽ cả thế giới hư chân không có lấy một người có thể chống lại muội muội của ta sao? Người đàn ông trung niên trầm lặng. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, không có à? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, muội muội của ngươi mạnh quá mức rồi. Mạnh quá mức. Nhớ đến cô gái mặc váy trắng kia, người đàn ông trung niên có chút sợ hãi. Thật sự không hợp lẽ thường chút nào. Giết người cũng không cần đến kiếm thứ hai. Một kiếm một cái đầu, giống như cắt rau cải trắng vậy. Cô gái này, quả thực là đại nạn của thế giới hư chân. Diệp Huyên cười nói, dù sao ngươi cũng không có nơi nào để đi, không bằng đến tiểu tháp của ta tu luyện. Người đàn ông trung niên nhíu mày, tiểu tháp. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, vào trong xem. Nói xong, hắn dẫn người đàn ông trung niên vào trong tiểu tháp. Người đàn ông trung niên vừa vào tiểu tháp, sắc mặt nhất thời thay đổi, đây. Diệp Huyên cười nói, nơi đây vô cùng thích hợp để tu luyện. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên, trầm giọng nói, thật là một nơi khủng bố. Nói xong, gã dừng một chút. Lại nói, ta phải làm gì cho ngươi? Diệp Huyên cười nói, bình thường thỉnh thoảng giúp ta đánh nhau. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, đánh ai? Diệp Huyên cười nói, đánh thái sơ tộc, còn cả những người từ thế giới hư chân xuống. Người đàn ông trung niên trầm lặng, Diệp Huyên chớp chớp mắt, nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép buộc, ngươi có thể tự rời đi. Người đàn ông trung niên im lặng một hồi, sau đó nói, được. Diệp Huyên cười nói, xưng hô thế nào? Người đàn ông trung niên nói, Mộc Nhiên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tiếp theo ngươi cứ ở trong tiểu tháp tu luyện, lúc nào có đánh nhau, ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, hắn rời khỏi tiểu tháp. Trong tiểu tháp,
Mộc Nhiên nhìn quanh bốn phía, tán thưởng nói, thật đúng là bật hách. Sau khi rời khỏi tiểu tháp, Diệp Huyên nhìn lên trên, sau đó nói, thế giới hư chân sợ là xảy ra kịch biến rồi. Vô Biên Chủ gật đầu. Diệp Huyên nhìn về phía tộc trưởng Thái Sơ tộc ở xa xa kia, có nên nói chuyện với bọn họ một chút không? Vô Biên cười nói, cùng lên thế giới hư chân. Diệp Huyên gật đầu. Vô Biên lắc đầu, sợ là khó có khả năng. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Vô Biên trầm giọng nói, người có thể thử xem. Diệp Huyên gật đầu, đi, cùng nhau. Nói xong, hắn bay về phía Thái Sơ thần thụ. Vô Biên cũng theo sau. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Người tới chính là tộc trưởng của Thái Sơ thần tộc. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc nhìn chằm chằm hai người, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, các ngươi hẳn là đã biết thế giới hư chân đã phát sinh đại biến, một khi đã như vậy, vì sao chúng ta không liên thủ cùng nhau tiến lên? Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc bình tĩnh nói, nếu ngươi muốn đánh nhau, ta có thể tiếp bất cứ lúc nào, nếu ngươi muốn bản cái khác, vậy ngươi có thể đi rồi. Diệp Huyên nhíu mày, chẳng lẽ các ngươi không muốn lên trên sao? Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, nếu là do hạn chế của chủ nhân bút đại đạo, các ngươi có thể không cần sợ, ta sẽ giải quyết. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc nhìn Diệp Huyên, ngươi dù sao cũng là người thiên mệnh của thời đại này, vì sao lại ngây thơ như thế? Diệp Huyên còn muốn nói cái gì, tộc trưởng Thái Sơ thần tộc lại trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía Vô Biên chủ, ông ta nhún vai, thấy không? Diệp Huyên có chút khó hiểu, bọn họ đây là vì sao? Vô Biên chủ lắc đầu, tộc này rất kỳ quái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 260.